Hello, xin chào tất cả các anh chị em và những người bạn của Linh. Xin chào top 5% dân số nhanh nhất hành tinh được thông tin về Skyway, một tập đoàn công nghệ giao thông vận tải thông minh đột phá 4.0 và hiện đang xây dựng trên quy mô toàn cầu. Đây là chương trình live stream lúc 20:30 ngày của Linh để cập nhật cho tất cả các anh chị em thông tin nhanh nhất, mới nhất liên quan đến tiến trình phát triển của tập đoàn Skyway. Đầu tiên thì cho Linh gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em, bởi vì anh chị em đó là người chọn mặt gửi vàng cập nhật thông tin qua live stream của Linh. Có một số lý do mà anh em lên xem live của Linh thì như sau. Thứ nhất, Linh là một cổ đông của tập đoàn Skyway. Chính vì thế Linh biết được đâu là nguồn thông tin chuẩn để gửi đến anh chị em. Lý do thứ hai, Linh là người đã trực tiếp sang công viên chuyển giao công nghệ của Skyway ở tại Sara UAE. Nên là Linh biết được ở bên đấy có đang xây dựng hay không và sự thay đổi diễn ra như thế nào. Lý do thứ ba là những thông tin mà Linh cập nhật cho anh chị em là những thông tin nhanh nhất, mới nhất và mang tính chất thời sự. Bởi vì cứ sau một ngày thì Linh sẽ tổng kết lại thông tin và gửi đến anh chị em nhé. Trong suốt nội dung live stream của Linh thì Linh có một câu slogan, đó là Linh không vẽ một tương lai màu hồng mà Linh chỉ cho anh chị theo thực tế. Tức là bất cứ một thông tin nào mà Linh nói ra thì đều được trích dẫn link chuẩn nguồn và đều đã được kiểm duyệt nhé anh em. Và vâng, thưa anh em, ngày hôm nay thì chúng ta có một cái thông tin vô cùng hot, và ngày hôm nay thì là Linh cũng có một cuộc hẹn vô cùng VIP với lại một cổ đông VIP của Skyway. Thế thì chúng ta sẽ cùng chào đón và để đi xem. Ôi, đã rất là nhiều anh chị em ở trên YouTube rồi. Rồi, xin chào tất cả anh chị em. Chào Huyền Trang, anh Thái Nhân, Nhật Hoàng, chị Hằng Trần, anh Thanh Bùi, chị Nguyễn Khuyên, chị Nguyệt Lê. Vâng, xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì là Linh sẽ chỉ live stream ở trên YouTube thôi. Và anh Đinh Công Văn. Hôm nay thì sẽ có một khách mời siêu VIP của chúng ta, đó là anh Nguyễn Ngọc Bình, nhà đầy A4, nắm rất nhiều tài sản Skyway và là một người mà vô cùng tâm huyết, đồng thời là nắm rất nhiều thông tin về tập đoàn. Ngày hôm nay thì là chúng ta sẽ chào mừng lên đây anh Nguyễn Ngọc Bình. Vâng, xin mời anh Nguyễn Ngọc Bình ạ. Xin chào anh. Hello, hello em. Rất là vui khi anh tiếp tục nhận lời mời tham gia những cái buổi Zoom của em như thế này. Bởi vì là khi mà anh Bình tham gia thì buổi Zoom của em trở lên chất lượng và hoàn hảo hơn rất là nhiều. Thì đầu tiên hãy để cho anh Bình một số phút để anh Bình được giới thiệu bản thân và được nói lên những cái tâm sự mỏng đối với lại các cổ đông. Và chúng ta có một cái buổi trà đạo cùng với nhau, đúng không ạ? Ok, rất là cảm ơn em Gia Linh. Hôm nay lại tiếp tục dành cho anh những lời giới thiệu cực kỳ có cánh. Vâng, đi cũng phải đến 2 tuần nay rồi đúng không ạ? Thì hôm nay Ngọc Bình lại tiếp tục cái chương trình giao lưu bên kênh YouTube của em Gia Linh. Lời đầu tiên thì Ngọc Bình xin gửi lời chào đến tất cả quý cô chú anh chị và các bạn, các anh chị em cổ đông của tập đoàn Skyway thân mến. Hiện nay anh chị em đang mình thấy là trên kênh YouTube của em Gia Linh cũng đang rất là nhiều anh chị em rồi. Thì mình thấy rằng đây là một cái sự mến mộ dành riêng cho em Gia Linh, một cổ đông cực kỳ tâm huyết với Skyway. Thứ hai nữa là mình thấy đây cũng là một cái sức hút với công nghệ Skyway, và đặc biệt là các anh chị em cổ đông thực sự là rất là tuyệt vời đấy ạ. Anh chị em luôn là những cái nguồn cảm hứng mỗi khi cho Ngọc Bình lên sóng hay là em Gia Linh lên sóng, mà mỗi lần thì Bình live stream hay em Gia Linh live stream thì đây cũng là thực sự đây là một cái niềm vui khi mà mang đến những cái thông tin mới về Skyway đến cho anh chị em. Và cũng rất là tuyệt vời, hôm nay là một buổi thứ sáu thì chúng ta lại tiếp tục cái câu chuyện về Skyway. Nhưng mà anh thấy rằng là hôm nay là anh thấy có một cái sự rất là đặc biệt, không biết là em có cảm nhận điều đó không, khi mà ngập tràn trên Facebook rất là những cái thông tin nóng hổi đấy ạ. Thì chắc là anh chị em cũng đã biết thông tin trong sớm nhất trong ngày hôm nay rồi phải không ạ? Anh chị em có thể comment giúp Ngọc Bình và em Gia Linh để chút nữa thôi thì chúng ta đến với cái câu chuyện thực sự là hấp dẫn trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, anh chị em có thể là chia sẻ kênh YouTube cũng như là đăng ký kênh hay là tag tên anh chị em vào trong cái live stream này để anh chị em có thể cập nhật được nhiều thông tin sớm nhất, chuẩn nguồn nhất cũng như là lắng nghe những cái gì mà hay nhất từ phía em Gia Linh cũng như là Ngọc Bình trong buổi tối ngày hôm nay. Không biết là hôm nay thì chắc hẳn là em cũng biết một cái câu chuyện mà chúng ta thấy là theo anh nghĩ là một cái câu chuyện đối với một công ty hay là một cái đơn vị khởi nghiệp thì một cái điều mà có hoạt động minh bạch rõ ràng hay không ấy
Thì anh nghĩ đó là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Vâng. Chúng ta phải là cái gì nhỉ? Chúng ta nói với nhau câu chuyện là danh phải là chính thì ngôn mới thuận, đúng không ạ? Chúng ta phải rõ ràng minh bạch thì mọi việc nó mới có thể là chúng ta tin tưởng được. Nhưng trước khi đến cái nội dung đấy thì anh thấy là thời gian gần đây anh thấy báo chí của các cái quốc gia châu Á cũng đã để ý đến công nghệ Segway. Mà đặc biệt thì em có nhận thấy cái công nghệ Segway, cái thông tin gần đây trên cái báo chí của Hàn Quốc hay không? Thì em có thể là chia sẻ cho quý anh chị nhà đầu tư rồi các anh chị em cổ đông biết được thông tin cụ thể về cái thông tin này được không? À, trước khi mà đi vào những cái thông tin mà siêu hot của chúng ta ngày hôm nay thì Linh sẽ đi theo cái lời gợi ý của anh Bình, tức là Linh sẽ nói cho anh chị em những cái thông tin liên quan đến truyền thông trước. Thì anh em chờ Linh một tí để Linh kêu gọi những anh em khác vào trong livestream của chúng ta đã. Bởi vì là Linh còn có đây paste nốt cái này nữa. Lên nhóm, lên fanpage, lên trang cá nhân, tất cả các nhóm để chúng ta là kêu gọi anh em vào để chúng ta cùng nhau là đón nghe. Thế thì ở đây đang có 77 anh em rồi, và mong anh em là anh em copy cái đường link để anh em chia sẻ cho những anh em khác nha. Có cái mục chia sẻ, cái chỗ copy link ấy để anh em chia sẻ, thì anh em chia sẻ giúp Linh. Rất là nhiều anh chị em ở đấy, em Linh ạ. À? Có. Rất là nhiều luôn. Và anh em đang anh em đang đang vô cùng là mong đợi những thông tin tốt, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì là Linh lỗi mạng một tí nên là Linh đã bị vào trễ, thế thì Linh sẽ đi vào cái vấn đề luôn nhá. Linh sẽ đi vào cái vấn đề luôn. Đây, từ từ. Anh Bình muốn nói về cái báo chí Hàn Quốc luôn, đúng không ạ? Thế thì Linh sẽ đi cái báo chí Hàn Quốc luôn. Rồi anh em chờ Linh một tí. Linh sẽ share màn hình cho anh em. Anh em nghe rõ trả lời, anh em nghe rõ trả lời. Đừng nói cho ai biết nhé, là tôi là nghe lén à. Rồi anh em. Cái rất là tuyệt vời đấy ạ. Vâng, hẳn là anh em đang nhìn thấy trên kênh Facebook của Linh đúng không ạ? Linh đã chia sẻ cho anh em ở trên trang cá nhân của Linh. Trên trang cá nhân của Linh là My Zoyo. Còn trên trang cá nhân của anh Nguyễn Ngọc Bình là Nguyễn Ngọc Bình. Đó. Không không ý là Hoàng gia nhỉ? Đáng nghe anh phải đổi khi là Bình Hoàng gia mới được. Đúng rồi, anh kiểu Bình Hoàng gia. Hay là anh đổi Bình Gôn nhỉ? Cho nó anh Bình tên. Gôn! Anh Bình Gôn! Đấy, có khi phải đặt Ngọc anh Bình Gôn. Alo anh Bình Gôn đấy phải không ạ? Đúng rồi. Đây thì đầu tiên là như này anh em. Có một tờ báo của Hàn Quốc, đó là tờ biz.jusun.com này. Thì họ đã đưa tin về Skyway. Họ đã đưa Skyway lên cái đầu tiên. Cái công nghệ mà xếp lên đầu tiên trong cái cuộc đua mà vận tải ở trên cao. Bởi vì cái vận tải, cơ sở hạ tầng vận tải của chúng ta ở cấp độ 1 thì tự thân nó đã cho chúng ta thấy được rằng nó không còn hiệu quả như trước nữa, bởi vì cái sự ùn tắc và cái sự chậm trễ trong cái việc vận chuyển hàng hóa thì nó sẽ không thể nào thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế được. Và họ đang đưa ra những cái giải pháp mà đi trên cao để có thể giải quyết được cái vấn đề ùn tắc giao thông và cái vấn đề vận tải hành khách cũng như là hàng hóa. Cuộc đua về vận tải trên cao thì Linh luôn luôn là để sẵn cái link nguồn cho anh em để anh em kiểm chứng. Và bây giờ Linh sẽ kích vào link nguồn cho anh em nhé. Đây chính là cái link nguồn này. Linh sẽ dịch sang tiếng Việt cho anh em này. Không hiểu anh Bình thế nào nhưng mà Linh luôn luôn là dịch sang tiếng Việt. Đây anh em có thể nhìn thấy ở đây. Các công ty muốn dẫn đầu trong thế giới bay. Đây. Thì anh em nhìn thấy là công nghệ Skyway của chúng ta là được đưa lên đầu tiên, đúng không ạ? Công ty Yuskai Transport có trụ sở tại Belarus đã đặt tên cho đoàn tàu của mình là Yuskai Port. Thuật ngữ port đã trở nên quen thuộc với AirPod, iPod của Apple, nhưng dường như có mối quan hệ sâu sắc với âm nhạc. Nhưng trên thực tế thì ý nghĩa từ điển không gian được sắp xếp dưới thân máy bay để tạo nhiên liệu ở thiết bị. Thì họ nói về công nghệ Skyway của chúng ta này. Đấy, đi với tốc độ là 150 km/h thì sẽ giải quyết luôn được cái vấn đề tắc đường. Cái vấn đề tắc đường ở trong các đô thị. Đây là cái vấn đề mà các quốc gia nào cũng quan tâm. Và Hàn Quốc là một quốc gia mà rất là quan tâm đến cái vấn đề này. Bởi vì Linh từng thấy là
họ đâu đó họ họ nghiên cứu cái vấn đề là dùng xe bay, dùng taxi bay của Dubai để giải quyết cái vấn đề ùn tắc giao thông ở trong đô thị của Hàn Quốc. Đấy. Thế thì bây giờ có được một cái loại hình giao thông vận tải mà nó ok, nó tiên tiến, nó trí tuệ thông minh nhân tạo, nó tự tự hành và nó vận chuyển được số lượng hành khách rất là lớn. Thế thì là người ta sẽ ưu ái cho cái sự phát triển của nó hơn. Đó là những cái lợi thế mà Skyway của chúng ta có thể đạt được. Đó. Đây là cái đầu tiên về cái báo Hàn Quốc của chúng ta nhé. Đó. Thế thì anh em thấy là càng ngày thì đây này, báo Chosun biết này. Đấy. Họ đưa họ họ mới đưa tin nha anh em. Anh em đọc báo thì anh em phải nhìn vào cái ngày đưa tin. Đó là ngày mùng 2 tháng 9 năm 2021 vào lúc 8:36, tên phóng viên luôn này. Đó. Thì nó rất rõ ràng đúng không? Nó rất rõ ràng. Đấy. Và báo quốc tế thì đưa tin về chúng ta như thế. Tức là gần đây truyền thông quốc tế đưa tin rất là nhiều về tập đoàn Skyway, chứng tỏ rằng là tập đoàn mình đang phát triển mạnh, đang phát triển rất là mạnh trên quy mô toàn cầu. Một cuộc truyền thông vô cùng lớn cho tập đoàn Skyway. Và đây là họ toàn tự đến và họ tìm hiểu nha. Đó. Cũng được rất tuyệt vời như thế. Đầu tiên là cái báo Hàn Quốc thì anh em biết rồi đúng không? Đó. Và Em Linh sẽ cho. Linh có thể lướt lên một chút giúp anh được không? Qua cái bức hình vừa rồi có một cái câu mà anh để ý rất là hay đấy. Từ từ, hôm anh có đọc mà đọc một cái câu mà họ ví rất là hay, họ ví là chúng tôi rất là thích cái gì đấy. Em có thể lướt lướt xuống dưới không? Đây. Đây 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 đấy. Chúng tôi sẽ thúc đẩy tiến bộ không chỉ ở UAE mà còn các khu vực khác trong Trung Đông và châu Á, chẳng hạn như Ấn Độ, Pakistan, nơi dân số đang tăng lên nhanh chóng. Thế thì anh em mình dùng một điều là như thế này. Khi mà người ta bắt đầu lập một doanh nghiệp thì người ta đương nhiên là phải nhắm đến những cái khách hàng mục tiêu. Đấy. Và chúng ta nhìn được thấy cái thế mạnh của chúng ta trong cái việc là chúng ta vận chuyển người. Thứ nhất là vận chuyển người này. Nó rất là một cái thế mạnh của chúng ta. Cái thứ hai là chúng ta vận tải hàng hóa. Đương nhiên là nhiều người thì cái nhu cầu về vận tải hàng hóa cũng lớn đúng không ạ? Đó. Vận tải người lớn, vận tải hàng hóa cũng lớn. Và Skyway của chúng ta thì lại đạt được cả hai cái vấn đề đấy. Thế thì mới tạo ra cái lợi thế cho chúng ta để cạnh tranh lớn trong cái thị trường về giao thông. Thì nếu như phân tích sâu và hiểu sâu về cái công nghệ của chúng ta đáp ứng được cái thị trường như thế nào thì chúng ta mới biết được rằng là ông này sau này ông ấy lên sàn thì cái cổ phiếu của ông ấy nó mới giá trị như thế nào. Chúng ta phải nhìn được cái quy mô và chúng ta phải nhìn được cái dòng tiền chúng ta mới thấy được. Thì đâu đó Linh thấy có người họ bình luận họ nói trời đất tôi cũng giống như bao nhiêu cái dự án khác thôi, đừng có làm màu quá trời đi. Thì Linh nói là ai nói với anh rằng là cái dự án Skyway nó giống như bao nhiêu cái dự án khác? Anh chứng minh đi. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì là Linh không phải là Linh tự nói ra mà Linh cũng đi tầm sư học đạo và Linh cũng tham khảo rất là nhiều những nhà đầu tư lớn rồi là những chuyên gia về kinh tế rồi đâu đó là Linh cũng học hỏi từ nhiều nguồn thông tin khác nhau. Chứ không phải là tự nhiên mà ngồi đây và vẽ vời về Skyway. Linh cũng đã nói rồi. Linh không vẽ một tương lai màu hồng mà Linh chỉ cho anh chị đây thực tế. Đó. Đúng không anh Bình? Anh thấy Vâng, rất là cảm thực ơn anh tế, Bình. chính xác đấy. Cái vấn đề mà tại sao mà họ nhắc đến Trung Đông, châu Á và Ấn Độ, thực sự đây là họ hướng tới thị trường đông dân, Vâng. và đương nhiên là những cái nơi mà đông dân thì cái nhu cầu đi lại của con người cực kỳ là lớn, phải không em? Vâng, đây. Em có thể Đấy, nhìn chỗ Linh bôi đen. đúng rồi. Đó. Và cái thị trường Trung Đông thì anh em cũng biết rồi, chúng ta chính là xuất phát từ cái thị trường Trung Đông, đặc biệt là ở bên Dubai hay là Sharjah, và từ đó đây là một cái sự bùng nổ về truyền thông. Chính nếu mà chúng ta không có cái khu vực xây dựng bên Sharjah thì chắc chắn là Skyway cũng không bùng nổ như đến giờ phút này đâu. Vì Chính khi xác. mà xuất hiện cái bài báo từ CNN thì họ cũng lấy các cái thông tin từ Yuskai Transport, đúng không ạ? Bên Vâng. các cái thị trường bên Dubai cũng như Sharjah, và từ đó hàng loạt các cái kênh truyền thông khác họ bắt đầu đưa tin theo. Đây là một cái hướng đi mà có một buổi anh cũng đã phân tích rồi, nó gọi là một mũi tên mà trúng hai đích ấy. Rất là tuyệt vời đấy. Ok, xin mời em tiếp tục. Đấy. Thì tức là chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là cái về cái tiềm năng của ông Skyway đã lớn rồi
Và thêm nữa là những cái từng cái đường đi nước bước thì đều được tính toán rất là cụ thể để tạo ra cho mình một cái doanh nghiệp thành công. Vì cái số lượng doanh nghiệp thành công ấy trên thế giới ấy, nó cực kỳ là ít luôn. Cực kỳ là ít luôn, chứ không phải là cơ hội nào cũng giống cơ hội nào hay là đầy rẫy những cơ hội. Không, anh em nhầm. Để mà tạo dựng được một doanh nghiệp thành công ấy, nó bao gồm rất nhiều yếu tố hội tụ lại để có thể thành công. Chứ không phải là công ty nào cũng thành công được đâu. Chắc chắn một điều là như thế. Rồi, ok. Thì đấy là cái thông tin đầu tiên liên quan đến thông tin tờ báo Hàn Quốc. Bây giờ thì Linh sẽ đưa tin cho anh em thêm một cái nữa, đó là một tờ báo khác của tờ Bồ Đào Nha. Thì Linh cũng để cái link nguồn cho anh em ở đây. Bởi vì Linh cũng đã nói với anh em rồi, nói có sách, mách có chứng. Mình sẽ cần phải có những cái thông tin chuẩn nguồn, đúng không anh em? Đây, Linh giải Linh dịch luôn cho anh em nhé. Đó. Futuristic port có thể giải quyết các vấn đề giao thông cho thành phố. Tức là những cái phương tiện giao thông tương lai thì sẽ có thể giải quyết những cái vấn đề giao thông này. Đây thì họ nói về giao thông này, ngày mùng 1 tháng 9 năm 21 này. Đó. Chúng ta đọc báo thì chúng ta phải đọc những cái báo mới, chứ không phải là chúng ta moi những cái báo từ thời Napoleon đệ nhị, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể moi những cái thông tin mà nó quá là lâu như thế thì những cái nó mang cái chất lỗi thời rồi. Nếu chúng ta là thời đại 4.0 thì mọi thứ nó thay đổi hàng ngày luôn, chứ không phải là thay đổi hàng ngày giây từng phút luôn. Đây, họ nói về phương tiện giao thông mới có thể chở đến 10.000 người mỗi giờ. Cái dòng đầu tiên thì được đạp bởi các tiểu vương Ả Rập Thống Nhất, giảm thiết bị, giảm chi phí và lượng khí thải carbon. Đó. Thì bài báo này cũng nói khá là nhiều nhiều về Skyway. Đây, em nhìn đây. Mặt đất bão hòa hoàn toàn bão hòa và mọi người cảm thấy mệt mỏi vì tắc đường. Đương nhiên, anh chị em chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta cũng đã quá ngán ngẩm với vấn đề tắc đường, đúng không ạ? Linh đi ra đường mà Linh chỉ cần thấy tắc đường thôi là Linh đã cảm thấy nó mờ mịt rồi. Và cảm thấy không không muốn không không muốn di chuyển trên đường nữa luôn đấy. Thì đây là cái vấn đề mà chung của tất cả quốc gia. Quốc gia thì càng phát triển họ lại càng tắc đường nhiều hơn bởi vì dân số của họ nhiều hơn. Đó. Thì đây là cái tờ của Bồ Đào Nha. Thì Linh đã để sẵn link rồi và anh em chị em có thể kiểm tra. Bởi vì trong mỗi một cái live stream của Linh ấy, thì Linh đều để lại cái đường link. Những cái đường link mà Linh sử dụng thì Linh đều để lại trong phần mô tả. Và anh em có thể trực tiếp vào anh em kiểm tra xem như thế nào. Đúng không anh Vy? Nó nói có sách, mách có chứng mà. Tức là anh thấy nè, Linh đã để sẵn Linh rồi, yên tâm anh chị em nhé, Linh đã để sẵn À, Linh rồi thêm một cái thông tin nữa là trong cái sắp tới ngày 14 tháng 9 tới thì chúng ta sẽ tham gia một cái hội nghị ở Trung Đông, một cái hội nghị ở Trung Đông, hội nghị thượng đỉnh đổi mới và vận tải Trung Đông. Đây. Vào ngày 14 tháng 9 thì chúng ta sẽ có cái bài phát biểu từ 9:05 phút sáng đến 9:25 phút sáng. Thì chúng ta sẽ đến hôm đấy thì chúng ta sẽ theo dõi cái chương trình này. Đó. Và công ty của chúng ta thì đương nhiên rồi. Đây là lần thứ hai chúng ta tham gia cái hội nghị thượng đỉnh đỉnh cao ở tại Trung Đông như thế này. Năm ngoái chúng ta tham gia vào ngày 22 tháng 9 và năm nay thì chúng ta tham gia vào ngày 14 tháng 9. Đây là lịch do bên Trung Đông. Đấy. Thì cũng có link luôn đây cho anh chị em kiểm chứng này. Đã bảo rồi nó có sách mách có chứng. Rồi, rồi thêm nữa là chúng ta được lên những cái tạp chí giao thông chiến lược của thế kỷ 21 này. Tạp chí Nga, cái tạp chí về chiến lược giao thông của thế kỷ 21, đã đăng bài báo về Yuki Train Technology. Các tổ hợp vận tải dựa trên Yuki Train Technology giải quyết các vấn đề của các sân bay trung tâm. Tức là những cái vấn đề mà liên quan đến vận tải về hành khách, hàng hóa hay là thậm chí là những cái sân bay hay là những cái bến cảng thì Skyway đều giải quyết được. Và cái tính đa dạng trong cái việc mà anh linh động trong cái việc anh giải quyết được những cái vấn đề về vận tải. Đây mới là cái điểm mấu chốt để khiến cho anh nắm được cái thị phần nhiều hơn. Nắm được nhiều thị phần hơn trong cái lĩnh vực giao thông vận tải. Nhiều anh em thì sợ là ôi Skyway có đối thủ cạnh tranh, ôi Skyway có cái thằng này cạnh tranh, thằng kia cạnh tranh. Nhưng mà anh em phải phân tích được xem là ông Skyway có cái mức độ là cạnh tranh như thế nào. Ông có đáp ứng được nhiều cái nhu cầu hay không? Đấy. Thì là anh em mới thấy được là cái đầu tư ông đấy thì nắm cổ phần của ông đấy thì nó mới giá trị.
Chứ còn ông nào mà chẳng nói hay nói tốt về cái cổ phần của mình, ông nào sẽ bảo úi rồi ôi cổ phần của tôi hay lắm, tốt lắm, rồi cổ phần của tôi là lên sàn đến nơi rồi, mấy tháng nữa lên sàn rồi, tháng sau lên sàn rồi, rồi là sang năm lên sàn quốc tế rồi. Thì ông nào cũng nói vậy, ông nào cũng khoe cái cổ phần của tôi thế nọ, rồi cổ phần của tôi thế kia, rồi tôi thế nọ tôi thế trai. Nhưng mà chúng ta là nhà đầu tư thì chúng ta phải dùng não để chúng ta phân tích, để chúng ta thấy được rằng là à cái quy mô và cái thực tế nó như thế nào đó. Chứ còn nhiều anh em cứ bảo là ôi đừng có hão huyền quá, rồi là thế nọ, rồi là thế kia, rồi là nhiều, nói chung rất nhiều vấn đề. Nhưng mà chúng ta cần phải nhìn từ thực tế, nhìn ra, nhìn từ thực tế nhìn ra đó. Và Linh với cả anh Bình hay là nhiều anh em khác thì đã theo sát cái dự án Stay rất là lâu rồi, và đương nhiên là làm việc thì phải làm vì cái tâm, chứ không phải là bây giờ mình mời người tham gia đầu tư mà mình lại nói những cái điều mà để cốt cho mình có được tiền ấy, thì cái lượng tiền mình có được ấy rồi nó cũng cổ thiên giả địa. Đấy là loại giống như kiểu là cổ thiên giả địa đó, Bay hơi bay hơi bay hơi đúng rồi anh, bay hơi bay hơi bay hơi đó. bay một lúc nào đó không biết. Vâng, ok, thế thì là đấy là cái thông tin đầu tiên, để Linh xem là anh em ở trên Facebook là bình luận cái gì đã nha. À anh Anh em ở trên YouTube, nhầm nhầm. kênh YouTube. Vâng, đúng rồi. Anh Cody Văn anh bảo là 100 công ty ra đời thì chỉ có một công ty có thể tồn tại và phát triển. Vâng, đúng rồi anh, rất là khó để mà có thể là duy trì tồn tại. Chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Chào anh em. Ôi dồi ôi, anh Duy Khương bảo là hiện tại ở đây đang có siêu cá mập đang nằm chờ để dình cổ phần, nếu ôm nó là cá mập Đào Hữu Phụng. Vâng, nhiều anh em lắm. Vâng, thế thì ngày hôm nay có rất nhiều thông tin và có rất nhiều những cái vấn đề mà chúng ta sẽ cần bàn luận. Thì anh em cứ bình luận nhé. Và Linh với anh Bình thì là sẽ đi những cái thông tin chi tiết cho anh em. Rồi, tiếp theo thì là vâng, đến bây giờ thì là cái thông tin được mong chờ nhất trong ngày hôm nay, Hot hot nhất trong ngày hôm nay. Được rồi. mà em trình bày nó từ từ thôi, khéo anh chị em cổ đông này mất ngủ, Được rồi, các thế chị em cổ đông thì lại mất ngủ thì lại xấu, nên là mình cứ trình bày nó từ từ. thôi. Vâng, chúng ta sẽ trình bày từ từ thôi. Trước khi em trình bày thì anh thấy có một bình luận của bạn Hải Kim Hai Vâng. Kim đấy, Sway lên VTV rồi từ 2014 đến nay vẫn có lên sàn được đâu. Anh Thì em thấy có câu trả lời gì không? thì cái câu trả lời thì nó rất là đơn giản thôi. Đây người ta là một cái doanh nghiệp khởi nghiệp, và từ năm 14 đến bây giờ ấy, bạn đã biết là sẽ kêu lên VTV từ năm 14 rồi. Bạn cho Linh xin cái link từ năm 14 rồi nào. Đấy, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là người ta gọi vốn từ năm 14. Có vốn từ năm 14 thì đấy là cái năm đầu tiên mà người ta mới bắt đầu là người ta dịch chuyển cái công nghệ của người ta từ giấy tờ sang thực tế, sang thử nghiệm. Năm 14 mà chưa có cái tàu nào để đi thì ai cho ông xây dựng? Đây là cái vấn đề mà liên quan đến con người. Thì người ta phải bắt đầu, người ta phải đi những cái bước đi từ từ, người ta bắt đầu gọi vốn, người ta phát triển công ty, người ta xây dựng những khu thử nghiệm, rồi người ta xin cái giấy chứng nhận, rồi là xin xác nhận của tất cả những cái cơ quan có chức năng, có thẩm quyền, rồi là thẩm định xem công nghệ này có được phép xây dựng hay không, những cái mẫu tàu này có đảm bảo đủ an toàn hay không để mà người ta cho ra mặt, cho ra thị trường. Chứ vấn đề liên quan đến tính mạng con người mà ông cứ làm như là xếp than tổ ong ấy thì làm sao mà được, đúng không ạ? Từ năm 14 đến bây giờ là bao nhiêu? 15, 16, 75 17, 18, 19, 20. Vâng, 7 năm. 75. như anh thấy chủ tịch nói là đâu phải công nghệ đơn giản là bắc cái dây qua mà treo cái máng lên là đi được đâu Đúng đấy. Nhìn nó đơn giản đấy nhưng mà thực sự là không phải đâu bạn Hải Kim ạ. Năm 2014 thì bắt đầu tập đoàn mới sử dụng hình thức crowdfunding, huy động vốn cộng đồng, và để bắt đầu mới xây dựng cái khu trung tâm thử nghiệm tại Eco Technopark Beirut. Thì khi đó như em Gia Linh nói thì phải hoàn thành tất cả các cái về mặt đưa cái sản phẩm ra rồi chạy thử nghiệm, rồi thử nghiệm đi thử nghiệm lại về cái độ an toàn rồi mới được chứng nhận, thì lúc đấy mới ra thị trường được, chứ không phải là vấn đề liên quan đến tính mạng con người rất là nhiều.
di chuyển như đấy phải an toàn thì người ta mới đến dám đặt được cái đơn hàng chứ. Nhưng người ta chưa thấy một cái gì mà trên ý tưởng thì ai dám đặt đơn hàng. Mà đặc biệt là mới trong cái ý tưởng mà chưa có sản phẩm thì làm sao đủ điều kiện để lên sàn được. Đấy là cái yếu tố là 2014 là chắc là bạn xem là lên VTV chắc là cũng đang mới đưa cái thời sự. Nếu mà là chính ra là truyền hình ấy, truyền hình thì đã đưa tin về The Way lâu lắm rồi. Thực sự cả quốc tế rồi trong nước cũng đưa lâu rồi. Quốc tế từ những cái năm 66, 966 người ta đã có những cái thông tin rồi. Đó. Đúng rồi. Thế thì bạn nên nghiên cứu từ những năm đấy. Đấy nên bạn hình dung rõ cái vấn đề. Là lên sàn thì không phải là khi mà cứ ý tưởng là lên được sàn. Đúng rồi, không phải cứ ý tưởng lên thế sàn. Em cũng đang rất là hóng cái thông tin hot trong buổi tối ngày hôm nay đấy. Em có thể là cung cấp cho anh chị em, anh chị em lại đang rất là hồi hộp đấy ạ. 9 giờ rồi đúng không, mà là 144 anh chị em rồi. Anh thôi em download cái bình luận của anh Công. Anh Công bảo là Apple mất 25 mới IPO lên sàn được đó bạn. Anh Phụng bảo là Microsoft trải qua 11 năm mới IPO thành công. Thế thì Skyway mới có 7 năm đúng không ạ? Và nó là một cái cây cổ thụ, nó là một cái công nghệ mà nó rất là độ khó nó rất là cao. Thế thì phải cho người ta cái thời gian. Chứ không phải là mình cứ thích là mình lên sàn ngay được đúng không? Đó. Chúng ta phải từ từ. Anh em ơi, chúng ta gọi thêm nhiều anh em khác và ngay lúc này và ngay tại thời điểm này thì chúng ta sẽ cùng bùng nổ một thông tin mới nhất ngày hôm nay, đó là tập đoàn của chúng ta ngày hôm nay thì đã công khai minh bạch cái bản báo cáo tài chính của chúng ta. Rồi, bây giờ Linh sẽ xem màn hình cho anh em nha. Anh được biết rằng là không hiểu là cái báo cáo tài chính có cái ý nghĩa quan trọng gì đối với một công ty hay là một tập đoàn hay không em nhỉ? Chúng ta có cần phải biết sâu một chút là cái báo cáo kiểm toán rồi cân đối kế toán cái thứ là nó nói lên vấn đề gì không em nhỉ? Dạ vâng, ok anh. Thế thì đầu tiên ấy, thì Linh cũng phải khẳng định với anh em là như này. Gọi vốn, đã bắt đầu gọi vốn tức là liên quan đến tiền bạc thì phải công khai minh bạch. Có rất là nhiều những cái dự án mà họ gọi vốn, họ cũng gọi vốn cổ phần cho anh em. Họ cũng nói là ô tôi sắp lên sàn rồi, tôi cổ phần đây này, đó, tôi sắp lên sàn. Thế nhưng mà cái báo cáo tài chính đâu, cái sự minh bạch trong việc gọi vốn đâu, góp vào bao nhiêu? Dạo gần đây chúng ta nổi lên cái vụ gì anh em biết không? Một chùm sao gọi là sao kê. Và ông có sao kê đầy đủ hay không? Thì đấy là câu chuyện mà chúng ta có thể nói trong cái thực tế cuộc sống của chúng ta. Chứ không phải ông cứ đi gọi vốn xong bảo là ôi anh em ơi, ủng hộ. Thế là mọi người cứ chuyển tiền. Thế xong rồi sao? Thế xong rồi? Từ thiện là bao nhiêu? Đúng không? Thế thì câu chuyện ở đây này, còn là câu chuyện làm ăn thì cần phải công khai minh bạch. Cái điều đầu tiên ấy, chưa biết là công ty làm ăn lỗ hay lãi nhưng phải kiểm toán tài chính. Để biết được cái sự công khai minh bạch, tiền của các cổ đông gửi vào công ty để làm gì? Đúng không anh? Đó. Tiền của công ty gửi vào, tiền của tất cả cổ đông gửi vào công ty làm những gì? Dùng vào việc gì? Dư thừa như thế nào? Đó. À, có đúng mục đích hay không? Có đúng mục đích hay không? Hay là ông cho túi ít? Hay là ông mang đi chỗ nọ, mang đi chỗ kia ít? Đấy. Thì phải có cái sự kiểm toán tài chính. Thì nó mới công khai minh bạch được. Và đây, ngày hôm nay, ngày mùng 3 tháng 9, thì là anh em thấy là chúng ta đã có cái báo cáo kiểm toán. Đây mình sẽ click vào cho anh em ở trên trang rfvkpsystem.com. Đây là trang web mẹ của chúng ta. Và đây nha anh em. Đó. Trang web mẹ của chúng ta nha. Đó. Kiểm toán viên cho đi trước. À đây là nó dịch ra nên thành ra như thế. Đây thì anh em đọc xuống cuối và anh em nhấn vào cái chữ tại đây này. Thì nó sẽ ra cái báo cáo kiểm toán của chúng ta này. Đó. Suzuki Shin Technology. Báo cáo kiểm toán cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 và được báo cáo đầy đủ vào tháng 4 năm 2021 nha. Đầu tiên thì chúng ta lại phải tìm hiểu về cái đơn vị kiểm toán của chúng ta. Ở đây là công ty BDO. BDO. Đó. Đây, số điện thoại này, rồi là trang web này, rồi là cái địa chỉ này. Nó rất là công khai minh bạch. Thì anh em có thể nhìn
Những cái thì Linh hôm nay mới có nên là Linh cũng chưa kịp dịch hết ra cho anh em. Linh chưa kịp dịch hết ra cho anh em để anh em đọc, bởi vì là mới nhận được thôi. Mới nhận được thôi. Thì anh em có thể nhìn những cái con số ở dưới đây này. Đây. Giờ Linh đi sơ sơ cho anh em nha. Đây, Linh đi sơ sơ cho anh em này. Thì báo cáo từ kiểm toán, Linh có thể dừng lại ở đây cho anh em để anh em thấy là những cái năm gần đây này. Từ từ đầu tiên đó là xem Bedo là công ty như nào đã. Xem Bedo là công ty như nào đã. Xem là cái đơn vị kiểm toán cho Skyway ấy, vâng. Sky Chain Technology ấy, nó có uy tín hay không? Nó có minh bạch hay không? Thì nếu mà một cái đơn vị mà uy tín minh bạch thì cái số liệu nó mới đáng tin tưởng, đáng tin cậy. Thì em có thể cho cả nhà mình biết xem là Bedo là đơn vị kiểm toán như thế nào. Đầu tiên thì là anh em lên trên Google, anh em có thể tìm xem video là công ty như nào. Đây, tìm luôn cho anh em nhé. Video mình lên tìm ở trong Wikipedia. Đúng rồi. Wikipedia là bách khoa toàn thư á. Đúng rồi. Wikipedia này. Đó, thế thì chúng ta sẽ vào Wikipedia để xem công ty BDO là công ty như thế nào. Rất minh bạch, rất rõ ràng. Vâng. Chính xác luôn. BDO hay Binder đi cái từ này đọc hơi khó, Linh không đọc được nha. Là một mạng lưới quốc tế của một công ty tư vấn kế toán, thuế, tư vấn kinh doanh công cộng thực hiện các dịch vụ chuyên nghiệp dưới tên BDO. Tính đến năm 2020 thì BDO có công ty thành viên tại 167 quốc gia và sử dụng 91.000 đối tác và nhân viên tại hơn 1.658 văn phòng trên khắp thế giới và mạng lưới kế toán lớn thứ 5 trên toàn cầu. Ồ. Năm ngoái thì là thứ 6. Năm nay thì lên thứ 5. Skyway thì bắt đầu kiểm toán với BDO từ năm ngoái, tức là từ năm kiểm toán từ năm 19. Đó, từ năm 19 là đã dùng đến BDO rồi. Và đến năm nay là kiểm toán cho năm 20 thì lại tiếp tục nhờ kiểm toán của BDO, một công ty kiểm toán lớn thứ 5 trên toàn cầu. Vâng. Và thưa anh em, nếu như chúng ta là một người chịu khó lắng nghe, là một người chịu khó tìm hiểu thông tin thì chúng ta biết được rằng là đây là một cái sự công khai minh bạch vô cùng lớn, khẳng định cho tên tuổi của Skyway. Thế là nhiều anh em đi chia sẻ xong rồi bảo là người ta kêu Skyway lừa đảo rồi, Skyway thế nọ, Skyway thế kia, thì mình phải có cái dẫn chứng để mà mình nói chuyện với người ta. Đấy, mình có dẫn chứng là đây, ông bảo nó lừa đảo, thế mà tại sao nó dám kiểm toán bằng một công ty kiểm toán lớn thứ 5 trên toàn cầu? Thì thử hỏi là nó có dám lừa đảo hay không? Thì mình phải đặt ra câu hỏi như thế, đúng không ạ? Đấy. Thế là anh em thấy là anh em tự tin với khoản đầu tư của anh em. Chứ bị người này người kia nói xong rồi mình không có cái thông tin để phản biện là mình quay ra là mình đối lý. Mình đối lý. Đúng không? Thế là Linh nói bảo anh em rồi. Nói có sách, mách có chứng. Đó. Thế là không phải tự nhiên mà Linh ngồi đây và Linh nói và Linh khoe khoang, Linh ta anh tinh về Skyway để gọi vốn rồi là vì cái nọ vì cái trang, đúng không ạ? Thì mình thấy là ô cái thương vụ này nó tốt thì tôi chia sẻ cho tất cả mọi người. Đấy. Và anh em nhìn thấy BDO của chúng ta này, anh em có thể nhìn thấy là cái doanh thu nhá, doanh thu nó là 10,3 tỷ năm 2020, số lượng nhân viên là 91.054 năm 2020, và cái trang mạng của họ thì đây, anh em vào trực tiếp để anh em tra. Anh em bây giờ là thời đại 4.0 rồi nên chúng ta cần phải biết nhiều về công nghệ. Chúng ta cần biết nhiều công nghệ đấy, ngay cái việc là chúng ta lên trên mạng và chúng ta tra thôi thì Linh đã hướng dẫn anh em rồi đấy. Đấy, thì chúng ta thấy được rằng là kiểm toán rất công khai minh bạch, một công ty kiểm toán lớn thứ 5 trên toàn cầu, đúng không ạ? Lớn thứ 5 trên toàn cầu kiểm toán cho Skyway đấy. Tôi chưa cần biết là ông Skyway ông như nào, nhưng mà ông ấy dám kiểm toán như thế thì đó là một cái sự công khai minh bạch vô cùng lớn. Anh Bình có thấy em nói đúng không? Anh thấy một cái vấn đề như này,
mới năm trước mà top 6 mà giờ đã lên đến top 5. Thực sự là đây là một cái đơn vị rất là uy tín. Vâng. Và mình nhìn vào cái số lượng nhân viên rồi nhìn vào cái đại diện ấy, ở các cái quốc gia là 176 đúng không em? 176 ở đại diện ở các quốc gia, 67, 167 có văn phòng, tức là ở BDO. Vâng. Tại 167 quốc gia. Và đương nhiên là kiểm toán cho Unisky Change Technology thì là BDO tại Beirut rồi, chắc chắn vậy. Như vậy là cái số liệu mà để chúng ta đưa ra cho một cái đơn vị đứng top 5 thì thực sự là chúng ta khẳng định là hoàn toàn là chúng ta đang làm một cái việc minh bạch, rõ ràng, và danh ngôn chính thì ngôn mới thuận. Chúng ta minh bạch từ những cái thu chi đến những cái số liệu cho các cổ đông biết. Ngay từ các cái bước đầu tiên này thì chúng ta thấy là chúng ta đã định hướng rằng là đây là một cái doanh nghiệp là đi phải là lâu dài và đi bền vững. Thì mọi việc nó phải minh bạch ngay từ đầu. Anh chị em có công nhận không ạ? Nếu chúng ta không minh bạch thì chắc chắn là sớm muộn gì ẩn sau là đó là có một cái khuất tất gì đó thì chúng ta không dám kiểm toán. Còn thử hỏi xem là một cái đơn vị mà dám đưa ra kiểm toán thì có minh bạch hay không? Mà đi kiểm toán thì không phải là một cái đơn vị, anh được biết là kiểm toán thì có thể là chúng ta thuê một cái đơn vị kiểm toán độc lập cho chúng ta cũng có thể thuê được. Nhưng ở đây là chúng ta có một cái đơn vị kiểm toán độc lập mà lại đơn vị kiểm toán quốc tế, nên là cái nó gọi là trong cái kiểm toán ấy, nó có cái bộ quy tắc của nó. Đó, nó có bộ quy tắc về kiểm toán rất là minh bạch rõ ràng và nó theo đúng cái ứng xử theo cái bộ quy tắc như vậy. Như vậy là cái về cái vấn đề kiểm toán này là chúng ta hoàn toàn yên tâm rồi. Đấy, mời em tiếp tục thì chúng ta thấy tin này vui quá. Nếu khi mà thấy Sway kiểm toán suốt từ những cái năm 2015 đến nay đúng không em nhỉ? Vâng. Kiểm toán suốt từ những cái năm 14 bắt đầu gọi vốn thì đến năm 15 nó bắt đầu kiểm toán. Thì cứ tức là hết một năm thì họ sẽ kiểm toán. Đó. Thế thì em thấy là trời ơi, gọi vốn mà công khai minh bạch như thế thì đương nhiên là hợp lý, hợp pháp. Đấy. Còn ai mà dám hai miệng ra bảo là Sway nó lừa đảo, nó lừa cái gì? Chúng ta cần phải biết được những cái thông tin mà nó mang tính chất là thực tế để chúng ta biết là khoản đầu tư của chúng ta nó ok, và chúng ta cần nhìn nhận cái sự phát triển của tập đoàn, nó phát triển từng năm như thế nào, nó trải qua từng cái giai đoạn như thế nào đó, thì chúng ta mới đánh giá được là ông ấy có thể thành công được hay không, đúng không anh em? Rồi tiếp theo thì là Linh cũng muốn nói với anh em câu chuyện về kiểm toán của chúng ta đây. Thì anh em có thể nhìn thấy ở đây là trong suốt những cái năm vừa rồi thì là đây là kết quả của năm 18 này, năm 19 này và năm 20 này. Thế đây là những cái vốn mà chủ sở hữu của chúng ta thì nó liên tục tăng qua những cái năm gọi chúng ta gọi vốn. Đây là 45,850 triệu đô la Mỹ. Đấy. Và đến năm 19 thì cái vốn chủ sở hữu của chúng ta lên đến 69,167 triệu đô la Mỹ. Và đến hết năm 20 thì cái vốn của chúng ta đã là 81,267 triệu đô ấy, triệu đô. Đó. Thế thì là cái điều kiện để lên sàn Nasdaq của chúng ta ấy, là vốn chủ sở hữu nó phải là lớn hơn 75 triệu đô, và chúng ta sẽ cần thương mại được, thời gian thương mại là phải 3 năm. 3 năm thương mại thì chúng ta mới có thể lên sàn giao dịch ở sàn Nasdaq được, theo tiêu chuẩn sàn Nasdaq. Và Sway thì bây giờ chỉ còn chờ thời gian thương mại nữa thôi. Nếu mà anh em thấy là Sway sao lâu à, thì nó phải đi đúng theo cái quy định của sàn giao dịch chứ, thì mình mới lên sàn được đúng không anh? Đó. Và anh em nhìn thấy ở đây nhá, thì cái vấn đề về vốn hay là chủ sở hữu hay là cổ đông của chúng ta thì rất là ok rồi. Và anh em nhìn thấy ở đây là cái phần mà trong dấu ngoặc này là cái phần âm nhá, là cái phần mà chi phí. Cái phần chi phí đó, thì sau khi mà trừ đi những cái chi phí này thì chúng ta vẫn còn dương tiền, tức là chúng ta không cần phải đi vay nợ. Và cái yếu tố không cần phải đi vay nợ là yếu tố tiên quyết để cho anh em là lên sàn giao dịch chứng khoán nó dễ dàng. Đấy. Còn lý do vì sao mà nhiều ông cũng không lên được sàn đấy là ông có nợ ngân hàng. Ông có nợ ngân hàng thì ông rất khó có thể lên được sàn. Chứ sàn Việt Nam cũng chưa lên được, đừng nói gì sàn quốc tế. Đó. Chúng ta cần phải tìm hiểu những cái luật. Chúng ta làm kinh tế mà chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu ít nhất là những cái luật cơ bản chúng ta phải biết. Đã. Đấy.
Thế thì rất là chúc mừng cho chúng ta là bởi vì là trong những năm qua, trong suốt những năm qua thì cái vốn chủ sở hữu của chúng ta liên tục tăng và công ty của chúng ta liên tục phát triển qua từng năm. Đấy, thì Linh sẽ để cái link Linh sẽ để cái link kiểm toán này cho anh em để cho anh em kiểm chứng. Bởi vì Linh biết được rằng là rất nhiều anh em chủ doanh nghiệp lớn đang quan tâm đến cái việc đầu tư vào Skyway. Rất là nhiều những cá mập đang quan tâm đến cái việc nắm giữ cổ phần của tập đoàn Skyway. Và đương nhiên là cái việc là họ quan tâm đến một ông có làm thực tế hay không, một ông có tiềm năng hay không. Đấy, thì họ phải quan tâm đến cái kiểm toán tài chính. Và Linh sẽ để cho anh em cái link này để anh em trực tiếp là anh em vào, anh em kiểm chứng xem những lời mà Linh nói có đúng hay không. Được chưa ạ? Đó. Thế thì đây là cái vấn đề mà, trời ơi, đây là cái vấn đề mà đáng ăn mừng nhất, đáng ăn mừng nhất trong trong ngày hôm nay. Vâng, thưa anh em, chúng ta đã kỳ vọng rất lâu và đến bây giờ thì chúng ta đã nhìn thấy được cái việc Skyway kiểm toán mang một cái tính minh bạch rất lớn và cho chúng ta thấy được cái sự thành công của tập đoàn qua từng năm tháng vừa qua. Và đương nhiên là cái việc mà chúng ta đầu tư sớm vào một doanh nghiệp, chúng ta sẽ mất thời gian chờ đợi, nhưng là những cái quả ngọt, là những cái quả ngọt lành mà chúng ta sau này chúng ta sẽ được hưởng với một cái thành quả nó rất là lớn, rất là lớn. Đó, thì đấy mới là cái điều mà cốt tủy làm nên thành công của chúng ta, chứ không phải là chúng ta bảo là ô tôi phải đầu tư vào cái này nó lãi ngày, nó lãi ngay cơ thì nó mới là đầu tư, thì nó mới là ra tiền, thì nó mới là đầu tư đẳng cấp. Chứ còn đầu tư như các ông thế, đầu tư như ông đầu tư từ năm 16 rồi ông lấy được tí tiền nào chưa? Hỏi nhau và ông lấy được tí tiền nào chưa? Chưa. Thế bị lừa rồi. Đấy. Rất buồn cười như thế. Người ta đầu tư thì người ta có những cái khoản đầu tư mà nó mang tính chiến lược và mang tính dài hạn. Đấy. Và có những khoản đầu tư mà lợi nhuận cao thì đương nhiên là phải chờ đợi một tí. Nếu đầu tư Apple hay là đầu tư vào Microsoft thì là hay Facebook cũng thế, thì cũng cho người ta cái thời gian để người ta phát triển, đúng không ạ? Và mình nhìn thấy được cái sự phát triển là tốt rồi. Mình nhìn thấy được cái tiềm năng tương lai là tốt rồi. Hay là như là Lý Gia Thành đầu tư vào Zoom mà đầu tư rất từ rất lâu rồi. Sau mười mấy năm đầu tư thì đến bây giờ là Zoom phát triển thì ông ấy nâng cái tài sản của ông ấy nâng lên hàng mấy bao nhiêu tỷ tỷ đô. Thế anh em làm gì? Cuộc đời anh em làm gì ra hàng tỷ đô như thế? Nếu không đầu tư vào những cái thương vụ mà nó mang tính chất là lớn và có quy mô toàn cầu. Đúng anh Bình? Rất chuẩn em, chính xác. Cái gì nó phải cần có thời gian, điều đó là Vâng. hiển nhiên rồi. Đầu tư giá trị thì cần phải thời gian và lâu dài là chúng ta chờ đợi, không thể Vâng, làm chính sớm xác một luôn. chiều mà biến cái số tiền, cái số vốn nhỏ nhỏ của chúng ta có thể là phất lên một cái được đâu, rất là khó. Vâng. Vâng. Ok, rất là tuyệt vời đấy chị em. Anh chị em chúng ta chúc mừng nhau đi nhỉ. À, xong rồi, trước khi đến cái câu Yeah. chuyện tiếp theo thì chúng ta hãy comment chúc mừng nhau, và 160 anh em đang xem. em có thể là đọc các cái bình luận xem là Anh Nguyễn Mạnh Cường bảo là những năm trước thì công ty nào kiểm toán với anh Bình? Câu à, này là để dành cho anh Bình. tức là như này, năm 2015 này, 2016, 2017 và 2018 thì Skyway thì được một cái đơn vị kiểm toán của Beirut nhé anh chị em nhé, đơn vị của Beirut lại kiểm toán độc lập đấy ạ. Những cái số liệu thì của cái đơn vị này thì cũng rất là uy tín và minh bạch, và cái đơn vị của Beirut kiểm toán này thì cũng là cái đơn vị mà đầu tiên để định giá về mặt sở hữu trí tuệ cũng như là các cái văn bằng giải thưởng của ngài Zelensky mà định giá cho chúng ta với cái 400 tỷ đô ấy, tương ứng với lại 400 tỷ cổ phần đấy. Đó, đó là cơn đơn vị là Invest Audit ấy, đơn vị của kiểm toán của Beirut, tức là đơn vị trong nước thôi, nhưng mà đây cũng là một cái đơn vị có uy tín và đã hoạt động rất là nhiều năm ở trong cái thị trường kiểm toán của Beirut, nên là cũng là những cái số liệu đáng tin cậy. Và những cái năm bắt đầu từ năm 2019 và năm 2020 vừa rồi thì Skyway của chúng ta mời một cái đơn vị kiểm toán độc lập, đơn vị kiểm toán quốc tế là BDO đấy. Như vừa rồi quý vị và các bạn vừa thấy được cái báo cáo kiểm toán của BDO năm 2020 đấy, vào cái số liệu thì thường là cuối năm 31 tháng 12 thì người ta mới chốt cái số liệu, và trong cái số liệu báo cáo kiểm toán thì họ sẽ thể hiện được tất cả
những cái nội dung mà trong cái hoạt động của doanh nghiệp, cũng như từ chi phí xây dựng, chi phí đầu vào, rồi đến đến tất cả các cái doanh thu và tất cả các cái nguồn vốn của các cổ đông đổ vào đấy như thế nào và sử dụng làm sao. Thì ở đây mới là những cái số liệu, đây là những cái số liệu tổng hợp thôi nha anh chị em nhé. Còn một cái báo cáo kiểm toán nó không phải đơn giản là có mười mấy trang này đâu, nó kèm theo rất là chi tiết ở dưới đấy ạ. Nếu mà anh chị em nào mà trong cái lĩnh vực về nghiệp vụ kế toán ấy, hay là anh chị em nào cũng đã từng ở trong lĩnh vực xây dựng, quản lý xây dựng ấy, thì anh chị em thường biết được là cái trong cái hồ sơ năng lực của bất kể một cái công ty nào mà muốn tham gia thầu, đấu thầu các cái dự án, thì người ta thể hiện trong hồ sơ năng lực cái thứ nhất là họ rất là quan tâm một cái yêu cầu, đó là báo cáo kiểm toán tài chính. Đấy, nếu anh em mà trong lĩnh vực quản lý xây dựng, anh chị em đều biết, và trước kia thì mình cũng đã quản lý dự án xây dựng nên mình biết, trong hồ sơ năng lực đều người ta quan tâm đầu tiên là yêu cầu báo cáo kiểm toán tài chính. Ví dụ là cùng với một cái dự án tương tự như vậy, anh phải có tùy từng cái đơn vị họ mời thầu, họ yêu cầu là đơn vị này có báo cáo kiểm toán tài chính trong 3 năm gần đây nhất. Đấy, họ phải yêu cầu trong 3 năm gần đây nhất có lợi nhuận hay không. Từ đó họ phải tiếp tục họ kiểm tra đến là lại có vấn đề về thuế nữa anh chị em ạ. Có lợi nhuận để đóng thuế thế nào. Nên là vấn đề về kiểm toán thực sự là đây là một cái yếu tố hết sức minh bạch cho các cái doanh nghiệp, kể cả cái doanh nghiệp khởi nghiệp cũng như là cái doanh nghiệp càng khởi nghiệp thì càng minh bạch, càng rõ ràng thì cái chỉ số chúng ta gọi là chỉ số tin cậy thì nó càng lớn. Còn cái đơn vị mà đang hoạt động thì cũng phải minh bạch rõ ràng thì anh chị em mới thấy được cái doanh thu và lợi nhuận. Còn đây mới là những cái gọi là cái những cái trang tổng hợp đầu thôi. Còn một loạt ở dưới sau nó chi tiết lắm anh chị em ạ. Ví dụ là chi phí trả cho cán bộ công nhân viên bao nhiêu này, chi phí sản xuất bao nhiêu, ABC các kiểu. Nó lên cái tổng tập trên cái tổng của các cái tờ trang đầu này thôi. Vâng, đấy anh chị em ạ. Nếu có thời gian thì chắc chắn là anh chị em trong team Skyward Community sẽ dịch ra tiếng Việt. Vâng, chính xác luôn. Theo dõi, kiểm tra được. Đúng rồi. Nhưng mà anh tin rằng là các anh chị em mà kiểm toán làm trong nghiệp vụ kế toán chắc chắn là nhìn cái thông số đấy cũng đã hiểu rồi đấy. Vâng. Đấy, tuyệt vời đấy anh chị em nhé. Thế thì em mới nói là Skyway đâu phải là những người mà đầu tư Skyway ấy, họ đâu phải là những người kém hiểu biết đâu. Có rất là nhiều anh em, bởi vì gọi vốn cộng đồng mà, thế nên là sẽ có rất là nhiều những tầng lớp, những người có tri thức, những người giàu có, những người bình thường, những người làm công ăn lương, có rất là nhiều những đối tượng khác nhau. Và đương nhiên là họ sẽ có cái sự tìm hiểu, có cái sự tìm hiểu để họ xem ông Sky có ok không. Đó, chứ không phải là anh em đừng nghĩ rằng là bảo là nhiều anh em thì cứ kiểu bị hoang mang ấy, không nghe người ta bảo là nó thế nọ rồi nó thế kia, thì không phải như thế đâu. Bởi vì là những người ta đầu tư ấy thì là người ta đều có cái sự tìm hiểu hết. Và những như anh Bình nói là những anh em mà có nghiệp vụ về kế toán, hay anh em có nghiệp vụ về kinh tế các thứ, hay là đánh giá doanh nghiệp, hay là anh em mà đã từng đầu tư ấy, họ có rất là, chúng ta có rất là nhiều những nhà đầu tư như thế. Và khi mà họ nhìn và họ phân tích thì họ công nhận ông Skyway đó. Anh vừa là anh nào hỏi em Linh nói là thương mại ít nhất là 3 năm mới được đăng ký trên sàn Nasdaq, đây là yêu cầu. Như mình cũng vừa nói, tức là phải có kiểm toán ít nhất là 3 năm. Kiểm toán ít nhất là 3 năm thì mới được đăng ký lên sàn, đấy là chuyện bình thường. Thế nên anh em đừng có nghĩ rằng có cái dự án nào nó kêu gọi, nó bảo là ôi góp vốn đi tí lên sàn, hay là tháng sau lên sàn, hay là sau năm lên sàn, thì anh em phải xem xét lại xem cái dự án nó như thế nào, xem là ông có kiểm toán tài chính ok không đã, rồi cái yêu cầu cái sàn quốc tế là như thế nào. Thì nói chung là đây là một cái lĩnh vực mà nó rất là rộng và anh em cần phải tìm hiểu kỹ. Mình là nhà đầu tư thì cái điều đầu tiên là mình phải trau dồi cái tri thức cho bản thân mình đó. Chứ không phải là mình cứ nghe thấy người ta đầu tư thì mình cũng đầu tư. Thì cái việc mà mình mang tiền đi, mình đầu tư linh tinh thế, mình ủy thác như thế thì mình rất dễ mình mất tiền. Và người ta đánh vào cái lòng tham của mình. Người ta đánh vào cái lòng tham của mình. Đó. Từ để em đọc nha. Anh Công anh bảo là có 3 yếu tố chủ chốt để đủ điều kiện IPO. Một là không nợ nần, hai báo cáo tài chính 3 năm liền, phải chia cho cổ đông trước, nghĩa là cổ tức là phải chia cho cổ đông, đúng không? Ít nhất là phải chia cổ tức cho cổ đông ít nhất là 3 lần. Đó. Dự đoán là tháng 2 năm 2024 công ty Skyway sẽ IPO. Anh em nhìn kỹ cái từ dự đoán nha, không là nhiều anh em lại cứ suốt ngày nhắn tin cho Linh hỏi: "Em ơi, cổ tức chưa?
Em ơi, năm này năm kia lên sàn nào? Thế thì Linh phải khẳng định với anh em là công ty chưa thông báo bất cứ cái thời điểm cụ thể nào để chúng ta lên sàn cả. Chúng ta cần nhìn vào cái sự phát triển của công ty để chúng ta thấy được là à, tôi đã đầu tư đúng nơi đúng chỗ rồi, đúng không ạ? Giờ thì xin mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn theo dõi một chút để chúng ta thấy được các cái điều kiện lên sàn LASDAQ như thế nào, để chúng ta Vâng, so sánh với Skyway chúng ta đã đủ điều kiện hay chưa anh chị em nhé. vâng, cảm ơn Đây Linh. mình sẽ share màn hình để anh chị em thấy được các cái điều kiện lên sàn LASDAQ nhé. Vâng. Đây xin mời anh chị em. Theo trang Investopedia, không giống với các sàn chứng khoán khác tại Mỹ, các công ty niêm yết tại Nasdaq thường hướng đến mục tiêu tăng trưởng thay vì quy mô lớn. Ngoài ra, chi phí rẻ cũng là tiêu chí khiến nhiều công ty lựa chọn Nasdaq. Chẳng hạn, một công ty muốn niêm yết 75 triệu cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York, họ phải bỏ ra là 300.000 đô la Mỹ. Trong khi nếu niêm yết tại Nasdaq, mức phí nhiều nhất họ phải bỏ ra 225.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, để được niêm yết trên sàn Nasdaq, các công ty phải đáp ứng được các tiêu chí tài chính được phân thành 4 hạng mục đánh giá cụ thể như thu nhập, vốn chủ sở hữu, giá trị thị trường và tổng giá trị tài sản hoặc tổng doanh thu. Nếu lựa chọn niêm yết dựa theo tiêu chuẩn thu nhập, thì doanh nghiệp phải có thu nhập trước thuế của năm trước hoặc thu nhập của 2 năm bất kỳ trong 3 năm gần nhất phải trên 1 triệu đô la Mỹ với vốn cổ đông đạt 15 triệu đô la Mỹ. Còn nếu lựa chọn theo đánh giá vốn chủ sở hữu, yêu cầu đòi hỏi cao hơn với cổ đông sở hữu ít nhất 30 triệu đô la Mỹ. Công ty cũng có thể lựa chọn tiêu chí đánh giá dựa trên tổng giá trị thị trường với tiêu chuẩn tối thiểu là 75 triệu đô la Mỹ. Nếu không thể đảm bảo được ba yêu cầu trên, công ty buộc phải chứng minh tổng tài sản hoặc tổng thu nhập của năm trước hoặc thu nhập của 2 năm bất kỳ trong 3 năm gần nhất phải trên 75 triệu đô la Mỹ. Tỷ lệ cổ phần tối thiểu do công chúng nắm giữ bắt buộc phải ở mức 1,1 triệu cổ phiếu. Với tổng giá trị thị trường của cổ phiếu công chúng phải ở các mức 8 triệu đô la Mỹ, 18 triệu đô la Mỹ hoặc 20 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt, công ty phải đảm bảo cổ phiếu của mình được giao dịch ở mức trên 4 đô la Mỹ trong ít nhất 90 ngày trước khi nộp đăng ký niêm yết. Quả thực niêm yết trên sàn chứng khoán nước ngoài không khó, cái khó là đứng vững được qua sự đào thải khắc nghiệt trên sàn. Đối với các công ty niêm yết sàn Nasdaq, họ phải duy trì mức giá cổ phiếu tối thiểu là 4 đô la Mỹ và tổng giá trị cổ phiếu còn tồn đọng tối thiểu là 1,1 triệu đô la Mỹ. Nếu không thể duy trì mức giá 4 đô la Mỹ trong 30 ngày liên tiếp, công ty đó sẽ phải đối mặt với rủi ro bị hủy niêm yết. Đối với các công ty nhỏ không thể đáp ứng được yêu cầu tài chính của Nasdaq thì sẽ có sàn giao dịch dành riêng cho họ là Nasdaq Small Caps Market. Ok. Siêu tuyệt vời luôn anh. Đó là các cái điều kiện để lên sàn LASDAQ đấy anh chị em. Vâng. Và cũng thực ra là niêm yết trên sàn LASDAQ ấy, thì cũng không phải là cái câu chuyện nó khó khăn gì lắm đâu. Quan trọng khi mà các cái doanh nghiệp được niêm yết trên sàn đó có đứng vững hay không. Đấy. Và các cái tiêu chí là ít nhất là phải duy trì được là trên 4 đô trên một cổ phiếu. Đấy anh chị em thấy không ạ? Nên là chúng ta mà hướng tới thị trường LASDAQ ấy, thì cái cổ phần của chúng ta sau này là thành cổ phiếu ấy của Skyway ấy, thì đấy anh chị em thấy con số rồi đấy ạ. 4 đô phải không ạ? Đấy. Vâng, đấy là các điều kiện thì thực sự là anh chị em thấy có cái trên 75 triệu đô đấy. Thì chúng ta vừa rồi là 81, bao nhiêu đấy anh chị em? Đúng rồi. Thế thì em cũng muốn bổ sung thêm một cái là như này. Thường thì em nói với anh chị em là em chỉ dám nói cái mức 1 đô trên một cổ phần thôi. Còn em chưa bao giờ em khoe khoang với anh chị em là Skyway sẽ lên sàn với cái mức là 5 đô, 10 đô hay là vài chục đô, đúng không ạ? Để mà em gọi là đánh bóng tên tuổi của Skyway thì em chưa bao giờ em nói như thế. Mà em nói là khi Skyway lên sàn thì cái mức tối thiểu, cái mức sàn á, cái mức tối thiểu ấy đó là 1 đô trên một cổ phần. Và bây giờ thì anh em đang được sở hữu ở cái mức dưới mức 1 đô. Thì đương nhiên là chúng ta phải chờ đợi để cho người ta làm ăn, người ta có giá trị, người ta phát triển. Mình làm ăn kinh tế thì mình phải biết là ông làm cái gì ra tiền để ông trả cho tôi, đúng không ạ? Chứ không phải là cứ gọi vốn là kiểu Ponzi, cứ gọi nhau vào để mà góp vốn vào. Xong dồn cho một cái thằng lớn nhất, nó ăn hết, nó thấy no rồi là nó cho sập sàn luôn. Thì đến lúc đấy lấy đâu, tìm ở đâu ra mà đòi, đúng không ạ? Báo cáo tài chính cái gì, sao kê cái gì, nó làm gì có mà báo cáo tài chính là sao kê. Đúng rồi. Anh em phải phân biệt rõ xem mà đâu là thật, đâu là giả. Chứ không phải là cứ nghe người này người kia nói là mình thiếu thông tin, mình thiếu kiến thức thì mình dao động, thì điều đó là không nên. Mình là nhà đầu tư thì mình phải có kiến thức. Mình đầu tư kiến thức và nâng những cái sự hiểu biết ở thị trường của mình lên. Đó. Chỉ thì anh em thấy. Rồi.
Để em xem một số dự đoán của ai cháu gái ơi. Ở đây có em Trần Hằng, em làm ở công ty thực phẩm, năm nào vào 31 tháng 12 cũng có kiểm kê hàng hóa xong bắt đầu kiểm toán, đúng rồi. Công ty mà làm ăn phải minh bạch rõ ràng thì cái vấn đề kiểm toán là cái chắc chắn rồi. Đơn vị nào thế 31 tháng 12 chốt sổ kế toán, kiểm toán và báo cáo đầy đủ rồi, còn nghĩa vụ đóng thuế phải không anh chị em? Chính xác luôn. Liên quan đến nghĩa vụ đóng thuế nữa cơ mà. Nhưng anh không báo cáo rõ ràng thì anh biết tính thuế thế nào? Đơn vị thu thuế thì người ta cũng không căn cứ được. Người ta phải căn cứ vào cái báo cáo kiểm toán. Vâng. Là như vậy. À, lên sàn mới có cổ tức hay chỉ cần công ty làm ăn có lãi là cổ đông được chia cổ tức hả em Linh? Câu hỏi của anh Kiệm Nguyễn. Thế thì cái việc là chúng ta chưa lên sàn nhưng mà chúng ta đã làm ăn có lãi thì chúng ta sẽ được chia cổ tức luôn. Và điều kiện đó là phải chia cổ tức cho cổ đông trước khi lên sàn. Ít nhất là 3 lần trước khi lên sàn. Đấy, thì chúng ta phải chia cổ tức trước. Đó. Thế thì những cái điều mà Linh và anh Bình vừa nói thì đã là cho anh em thấy được cái tính xác thực và cái tính tiềm năng của tập đoàn Skyway trong cái thương vụ đầu tư bạc tỷ này của chúng ta rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ là Linh cũng rất muốn hỏi anh Bình là trong cái thời điểm đại dịch như chúng ta hiện nay ấy, thì với 1.000 đô ấy thì chúng ta nên làm gì? Bởi vì sẽ có rất nhiều lựa chọn cho cái việc mà sử dụng cái tầm hơn 20 triệu thì chúng ta làm gì? Thì em thấy là đâu đó thì có những anh chị em sẽ giữ trong két ăn dần qua dịch. Hoặc là có những anh em thì là gửi ngân hàng để lấy lãi. Rồi có những anh em thì đem đi đầu tư. Thế thì theo anh Bình là anh Bình có cái lời gợi ý nào cho anh em với cái con số 1.000 đô, 1.000 đô này? 1.000 đô à? Thực sự là nếu như với anh tính gọi là trung bình đi, ta cứ tính gọi là lên xuống cái tỷ giá đô với tiền Việt đi. Cứ tính 24 triệu dễ em nhỉ? Vâng. Cứ gọi là 24 triệu đi. Thế thì theo em thì với 24 triệu thì chúng ta thấy một con số với những cái người trong xã hội chúng ta hiện nay, với 24 triệu liệu chúng ta có hay không? Với là những cái thu nhập bình thường đấy. Thì anh nghĩ với cái con số 24 triệu này thì cũng không phải là con số mà gọi là lớn, đúng không em? Vâng. Rất là nhiều người có, đúng không? Vâng. Có những gia đình thì thực sự là rất là khó khăn, 24 triệu cũng là cả một cái gia tài. Đúng. Nhưng mà cơ bản là với 1.000 đô 24 triệu để mà chúng ta phát triển kinh tế hay làm vấn đề gì đó, với một cái số tiền này thì chúng ta cần phải suy nghĩ. Và một cái bài toán 1.000 đô thì không biết là anh chị em thấy là chúng ta làm được cái gì với 1.000 đô bây giờ. Thực sự trong cái thời buổi này rất là khó khăn để cho anh chị em có một cái tài sản sau này như thế nào. Không biết là anh chị em có mong muốn để mình chia sẻ cái câu chuyện bài toán 1.000 đô không nhỉ? Nếu anh chị em mà đã rất là muốn nghe câu chuyện này thì có thể comment sẵn sàng giúp mình để chúng ta cùng nhau lấy cái động lực. Vâng, thì với 1.000 đô thì mình sẽ mách cho quý vị và các bạn. Không phải là mình bây giờ mách là trên cái cơ sở mà nói suông đâu. Mà mình mách ở đây là cũng trên cái tính toán cho anh chị em. Để anh chị em có thể là so sánh được. Và thì sau đây anh chị em cùng mình, em Gia Linh hãy cùng anh để có thể là chúng ta thấy rằng cái câu chuyện 1.000 đô nó như thế này. Thế thì anh chị em thấy rằng là khởi nghiệp thì cả một cái yếu tố cực kỳ khó, đúng không ạ? Thì như theo em thì liệu chúng ta có một cái thấy là khởi nghiệp có dễ dàng hay không? Không dễ dàng tí nào đâu anh ạ. Bởi vì em cũng là đứa từng khởi nghiệp mà. Bởi vì em cũng ra ngoài đời và em vật lộn từ những năm 18 tuổi. Thì em cũng từng khởi nghiệp. Và cũng góp vốn, cũng cổ phần. Bởi vì góp vốn cổ phần là những cái mà em cũng biết khá là lâu rồi. Nên em cũng biết là góp vốn thì mình góp vốn vào. Sau này mình có được cổ phần các thứ. Mình làm ăn có lãi rồi là mình thu nhập rồi các kiểu. Thì em cũng hiểu cái vấn đề đấy. Thế nhưng mà thực sự là khởi nghiệp gian nan lắm. Mình biết trước rồi. Mình biết trước rồi là trong 100% những ông đi khởi nghiệp ấy, thì có 95 ông chết. 5% ông là sống sót được sau 5 năm và trong số 5% đấy nó lại tiếp tục đào thải trong 5 năm tiếp. Nó lại 95% chết và 5% sống, thì tức là cái số lượng doanh nghiệp sống rất là ít, vô cùng ít luôn. Chính xác đấy, khởi nghiệp không phải là đơn giản đâu anh chị em ạ. Khởi nghiệp nó đòi hỏi cái người mà phải dám quyết tâm. Đấy, dám quyết tâm và phải tìm ra cho mình những cái hướng mới. Đặc biệt là những trong lĩnh vực kinh doanh, chúng ta phải tìm ra được những cái sản phẩm mà nó phải khác biệt với những cái sản phẩm mà nó đã đứng vững ở trên thị trường rồi.
Bây giờ thử hỏi anh chị em là có một cái mạng xã hội nào mà ví dụ mà ra sau, liệu có cạnh tranh nổi Facebook hay không? Chắc chắn là rất là khó đúng không ạ? Nếu mà không có một cái gì nó khác biệt, nó khác với mạng xã hội Facebook thì thực sự là ông Facebook ông ấy đứng vững trên cái thị trường này, hơn 2,2 tỷ người sử dụng ông Facebook. Cũng như là đó là cái gì ạ? Đó là cái thói quen của người tiêu dùng, người ta đã sử dụng Facebook rồi. Để mà thay đổi một thói quen của một người tiêu dùng cực kỳ là khó đấy ạ. Nên là cái vấn đề mà chị em mà muốn khởi nghiệp thì phải có những cái sản phẩm nó khác biệt và có cái sự cạnh tranh nó khác hẳn, chứ không phải là nó dễ. Mà đặc biệt hơn cái nguồn vốn khởi nghiệp với 24 triệu như chúng ta nói là khó làm việc lắm. Ít nhất là trước kia thì anh đã cứ từng kinh doanh buôn bán, anh biết rồi, cái số vốn cũng nhỏ nhỏ để mở một cái quán cà phê hay một cái shop thời trang bèo bèo cũng phải có trên 200 triệu. Chứ đâu phải nói với 24 triệu thì khởi nghiệp cực kỳ là khó khăn đấy ạ. Và đặc biệt hơn thì trong cái tình hình dịch bệnh này thì anh chị em thấy khởi nghiệp càng khó khăn. Và sau đây thì với một cái bài toán với số vốn 1.000 đô thì Ngọc Bình sẽ mách cho quý vị các bạn. Nếu quý vị các bạn cảm thấy ưng cái bụng đúng không ạ? Thì sau khi mình chia sẻ thì anh chị em có thể là sẽ tìm ra cái hướng cho mình đấy ạ. Với 1.000 đô 24 triệu đồng đi thì bạn có thể dùng 24 triệu đồng này rất có thể là kinh doanh với các cái sản phẩm truyền thống. Đấy, như Bình vừa phân tích tại sao mà chúng ta khó kinh doanh với các sản phẩm truyền thống được, là thứ nhất là như thế này. Kinh doanh truyền thống ấy, thì phải cần những cái số vốn là tương đối lớn. Chắc chắn là tương đối lớn, ít nhất phải có trên 200 triệu. Đấy là mình trải nghiệm mình biết rồi. Chúng ta nói không phải đơn giản đâu ạ. Phải trên 200 triệu chúng ta có thể là mở được quán cà phê, shop thời trang, đấy là ít ạ. Và chúng ta thấy cái chi phí đầu vào thì cao. Và nếu mà chúng ta không có sẵn cái mặt bằng thì phải mất các cái chi phí như là thuê mặt bằng kinh doanh, rồi là trả các cái chi phí cho nhân viên nữa. Rồi là chúng ta phải lựa chọn được cái mặt hàng kinh doanh như mình vừa phân tích, phải khác biệt so với những cái mặt hàng mà nó đã đứng sẵn, đứng vững trên thị trường rồi. Mà chúng ta đi theo sau mà không có gì mới thì chắc chắn là chúng ta sẽ thua ngay từ cái đầu tiên rồi. Hay là chúng ta gọi là loại ngay từ vòng gửi xe đạp, phải không ạ? Và những cái rủi ro chúng ta gặp phải thì chúng ta thấy rất là lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chúng ta phải quản trị được rủi ro. Vì gì ạ? Vì là thương trường, đúng không ạ? Nó như là chiến trường. Đấy, nó chúng ta thấy tiềm ẩn rủi ro, chúng ta phải quản trị được. Và đặc biệt là chúng ta mất nhiều thời gian với cái công việc kinh doanh của mình. Chúng ta bận lắm. Tối mắt tối mũi để chuẩn bị làm cái vấn đề kinh doanh khởi nghiệp đấy ạ. Chứ không còn nhiều thời gian đâu ạ, bận lắm. Chưa kể đến những cái rủi ro trong quá trình kinh doanh như dịch bệnh hiện nay. Các anh chị em thấy thì dịch bệnh hiện nay đã xảy ra thì nhiều các cái doanh nghiệp truyền thống là đã phá sản, và nhiều các cái doanh nghiệp truyền thống ấy chỉ là hoạt động cầm chừng hoặc là đi tìm những cái hướng kinh doanh mới để nó hiệu quả hay không thôi. Đấy, nhưng mà cơ bản là nhiều doanh nghiệp đã bị phá sản. Và đây là một trong những cái thông tin anh chị em thấy. Đây là cái video về cái làn sóng COVID lần thứ 3 nhé anh chị em nhé. Anh chị em cùng mình theo dõi nhé. Vâng. Dịch COVID-19 lần thứ 3, nhiều doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn trên nhiều phương diện. Theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ doanh nghiệp giải thể phá sản đã tăng cao trong 2 tháng đầu năm nay, lên tới 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một con số đáng lưu tâm. Sau nhiều lần gắng gượng để duy trì hoạt động, doanh nghiệp này giờ chỉ còn một vài nhân sự. Đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 3 đã khiến cho mọi nỗ lực của doanh nghiệp gần như trở về số 0. Đóng cửa hay tìm hướng kinh doanh khác để chờ đợi cơ hội mới là bài toán hóc búa với chủ doanh nghiệp. Tức là cái ngày 17 tháng 12 âm lịch, trước Tết Nguyên đán và đúng chuẩn bị cái dịp mà có thể là gặt hái, thì lại tiếp tục bùng phát dịch lần thứ 3 ở tại Quảng Ninh và Hải Dương. Thì lần này tôi vẫn hay nói đùa là trời đánh lần thứ 3, và tất cả công ty lại trở vào bế tắc và bị hoạt động. Không thiếu đơn hàng xuất khẩu, nhưng doanh nghiệp này lại chỉ có thể duy trì sản xuất cầm chừng bởi không đủ nguyên liệu. Bên cạnh đó, khâu vận chuyển cũng đang là một trở ngại lớn. Vấn đề vận chuyển rất là gặp khó khăn. Và đặc biệt là cái tình trạng thiếu container vận chuyển. Cho nên là hàng hóa bị ách tắc. Các doanh nghiệp sản xuất giấy chúng tôi không có đủ nguyên liệu sản xuất. Cộng đồng doanh nghiệp Việt, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn đang gặp nhiều khó khăn dưới áp lực của đại dịch. Theo Tổng cục Thống kê, 2 tháng đầu năm có tới 33.600 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chưa làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng lao động, lực công ăn việc
Vâng, làn sóng thứ ba COVID chưa dứt, như cái anh vừa rồi anh đã phát biểu là trời đánh đợt thứ ba thì cũng chưa chấm dứt hẳn, rất là khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì xin thưa với tất cả anh chị em thế này, một làn sóng tiếp theo đó là làn sóng COVID thứ tư đấy chị em, hiện nay là chúng ta đang ảnh hưởng cái làn sóng COVID thứ tư. Và trong cái làn sóng COVID thứ tư này thì gần 80.000 doanh nghiệp đã rút khỏi thị trường, là một con số cực kỳ là khủng hoảng luôn đấy. Và đây là cái phóng sự đây anh chị em. Làn sóng COVID thứ tư chưa dứt, gần 80.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19. Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm 2021, có tới 79.673 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Đáng lưu ý, nhiều doanh nghiệp lớn cũng đang rút lui khỏi thị trường, trong đó doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có quy mô vốn 20 đến 50 tỷ đồng, tăng 45,3%, quy mô vốn 50 đến 100 tỷ đồng, tăng 23,4%, quy mô vốn trên 100 tỷ đồng, tăng 32,3%. Trong khi đó, Hiệp hội Nhựa Việt Nam cho hay, ngành nhựa có gần 3.000 doanh nghiệp với hơn 300.000 lao động trên cả nước, trong đó 70% doanh nghiệp hoạt động tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hơn 50% doanh nghiệp buộc phải đóng cửa hoặc sản xuất cầm chừng, khiến doanh thu không có hoặc giảm mạnh. Tương tự, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp đang trong tình trạng kiệt quệ, đứt nguồn tiền bởi thiệt hại quá lớn. Chỉ riêng chi phí xét nghiệm thôi cũng rất khủng khiếp. Chẳng hạn một công ty có 150 lái xe, hàng tháng phải chi trả hơn 300 triệu đồng phí xét nghiệm các loại. Việc này ước tính gây thiệt hại ít nhất 100 tỷ đồng một ngày cho các doanh nghiệp thành viên hiệp hội. Quá khủng khiếp đúng không anh? Rất là khủng khiếp. Đấy là cái làn sóng COVID thứ tư, chúng ta thấy không ạ? Ảnh hưởng cực kỳ lớn. Như vậy là trong cái thời điểm này thì anh chị em khởi nghiệp khó không ạ? Chưa kể đến là số vốn của chúng ta làn sóng bỏ ra nhiều ấy. Như vậy là chúng ta nếu có một cái trường hợp là chúng ta mang cái số tiền 24 triệu đi gửi tiết kiệm ngân hàng thì sao? Anh chị em nào đã nghĩ đến là thôi thì chúng ta có bằng cái tiền thì chúng ta đi gửi tiết kiệm ngân hàng cho nó chắc ăn không ạ? Vâng, xin thưa đi. Nhiều người nghĩ. Đúng rồi. Đấy, như em Gia Linh có thấy không? Rất là nhiều người nghĩ và thôi thì gửi ngân hàng cho chắc ăn. Nhưng vâng, đây anh chị em thấy rằng là đây là một cái thống kê của Bình đã thấy rằng là lãi suất tiết kiệm ngân hàng cao nhất tháng 8 năm 2021 nhé. Vào cái kỳ hạn là 12 tháng đấy. Thì vâng, ở đây là cao nhất trong một kỳ hạn 12 tháng là 6,5% một năm. Như vậy là chúng ta tính ở cái mức là đi gửi tiết kiệm mà cao nhất là 6,5% trong một năm đi. Thì chúng ta có một cái số lãi tiền khi mà gửi tiết kiệm 24 triệu đồng như sau. Anh chị em lấy 24 triệu đồng mà nhân với 6,5% một năm đấy ạ. Thì một năm anh chị em có cái lợi nhuận là 1 triệu 560 nghìn đấy ạ. Đấy, anh chị em có thể tính được. Và đây thì mình tính cho một cái thời điểm là 30 năm. Anh chị em 30 năm là chúng ta lấy 1 triệu 560 nghìn ở đây mà nhân với 30 năm. Thì chúng ta sẽ có là 46 triệu 800 nghìn thôi ạ. Đấy là cái con số lợi nhuận. Và tuy nhiên thì nhiều anh chị em bảo ô thế thì những cái năm sau thì người ta sẽ điều chỉnh cái lãi suất lên chứ. Nhưng xin thưa là chúng ta thấy sẽ điều chỉnh, chắc chắn là như vậy, sẽ tăng theo các cái năm sau. Nhưng tuy nhiên là khi điều chỉnh thì cái lạm phát thì nó cũng tăng, đúng không ạ? Nên là cái đồng tiền mà chúng ta thấy nó sẽ mất giá. Và cái chỉ số đấy, lạm phát là cái chỉ số tiêu dùng của chúng ta, cái thu nhập, cái đồng tiền lương của chúng ta ấy. Khi mà lương tăng thì các cái chỉ số hàng hóa tiêu dùng ngoài chỉ số tiêu dùng nó cũng tăng. Như vậy lạm phát phải không ạ? Thì Bình vẫn tính cho 30 năm sau thì anh chị em cũng chỉ ở cái con số như này thôi. 46 triệu 800 nghìn mà trong 30 năm khi mà bỏ 24 triệu. Như vậy anh chị em thấy có lớn không ạ? Và có một cái thống kê, một cái bài viết trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh thì có một người dân đi gửi tiền tiết kiệm ngân hàng từ những năm 1983 đấy ạ. Ồ, cái năm này cũng ba mấy năm rồi đấy. Và sau 30 năm, đấy từ năm 83, sau 30 năm thì anh chị em biết nhận lại được bao nhiêu ạ? Khi mà gửi tiết kiệm 2 chỉ vàng từ những cái năm 1983 mà sau 30 năm thì nhận về là có 20.000 đồng rồi ạ. Đó, đây là cái số liệu mà mình lấy được trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị em thấy ạ? Đây là cái lạm phát như vậy chúng ta gửi. Thế thì với cái bài toán tiết kiệm lương tháng thì sao? Anh chị em bảo thôi thì đi gửi ngân hàng thì lợi nhuận chẳng được bao nhiêu. Thì chúng ta đi cứ để tiền ở nhà, chúng ta tiết kiệm hàng lương tháng. Và mình xin thưa rằng với cái đồng lương tháng ở công chức, các cán bộ công nhân viên chức thì tính theo bảng lương của năm 2021 lương cơ sở thì mình cứ tính ở cái bậc cao nhất là bậc 6 đi. Với cái mức lương năm 2021 ở đây với hệ số là 7,55 và ở bậc 6 này thì chúng ta thấy là có thu về một hàng tháng là 11 triệu 250 ngàn. Đấy là một tháng đây là cao rồi đấy ạ. Nhưng mà mình đã cứ tính là trung bình cán bộ công chức nhà nước là 11 triệu 250 ngàn đi.
Nhưng tuy nhiên là đâu phải là chúng ta lĩnh về 11.250.000 là chúng ta dùng trọn vẹn cả đâu. Trong một tháng thì chúng ta phải trừ đi các chi phí sinh hoạt rất là nhiều, đúng không? Chi phí cho các con em chúng ta đi học, rồi chi phí nhiều, có thể là anh chị em thuê nhà và chi phí trả thuê nhà, rồi điện nước, các cái loại hóa đơn, đúng không ạ? Nhiều lắm ạ. Nên là chúng ta thấy nếu ai đã thấy là với cái mức lương 11.250.000 mà trừ cái chi phí mà còn tiết kiệm được 4 triệu thì mình thấy đây là cực kỳ là giỏi đấy. Trừ cái chi phí đi mà vẫn để được 4 triệu một tháng là giỏi đấy. Nhưng mình cứ tính ra là họ tiết kiệm được 4 triệu một tháng đi, thì một năm ở đây thì họ sẽ là 4 triệu nhân với 12 tháng thì là được 48 triệu một năm, phải không ạ? Đương nhiên là 48 triệu một năm là chúng ta bỏ ra theo đúng theo cái lý thuyết là như vậy. Và mình cũng lại tính cho một cái bài toán 30 năm tới này thì 48 triệu mà nhân với 30 năm thì chỉ thu về là 1 tỷ 440 triệu đồng. Đấy là trong 30 năm. Và mình xin thưa rằng với anh chị em như này, trong 30 năm đấy thì anh chị em có chắc rằng là chúng ta cứ bình yên như bây giờ không ạ? Không đâu ạ. Đúng rồi. Đương nhiên là không ạ. Đúng rồi, em có thấy vậy không? Cuộc sống. Bởi vì em... Đấy. Vâng. Đang thay đổi rất mạnh ở cái thời đại 4.0 của chúng ta. Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ. Và công nghệ đang là cái thứ mà lên ngôi. Mọi thứ sẽ thay đổi. Chứ nó không phải là chúng ta sẽ dừng mãi ở cái thời đại công nghiệp. Thời đại công nghiệp của chúng ta đã qua rồi. Và những người mà theo em thấy là tiết kiệm hay là gửi ngân hàng thì là vẫn đang sống ở trong cái tư duy của thời đại công nghiệp. Đúng rồi. Còn chúng ta đang kiếm tiền ở tại thời đại công nghệ thông tin, nó là thời đại công nghệ 4.0, nó hoàn toàn nó khác so với lại cái tư duy kiếm tiền ở thời đại công nghiệp. Chính xác. Có một cách khác chúng ta nói là sau này thì máy móc thì thay thế con người nhiều hơn. Vâng. Trí tuệ nhân tạo, đúng không ạ? Và tự nhiên thì mình cứ nói là 30 năm tới thì chúng ta tiết kiệm được 1 tỷ 440 triệu. Nhưng xin thưa trong cái cuộc sống này, trong 30 năm tới thì anh chị em phải có thể là xảy ra những biến cố không thể lường được. Vâng. Giống như vài trận khủng hoảng do dịch bệnh thôi thì chúng ta phải chi phí chứ. Chúng ta không đi làm thì chúng ta vẫn phải bỏ tiền ra chi phí. Thì liệu 30 năm sau anh chị em có giữ nổi được mà với cái số tiền là 1 tỷ 440 triệu không ạ? Rất là khó đấy ạ. Vâng. Đấy, mình cứ tính như vậy. Vâng, thế thì tiết kiệm bây giờ cách duy nhất để chúng ta có một cái tài sản đó là chúng ta chỉ có đầu tư đấy ạ. Đúng rồi. Rất là tuyệt vời khi anh chị em tiết kiệm rồi. Nhưng anh chị em mà tiết kiệm mà để gom vào như mình nói, để 30 năm sau mà không xảy ra cái gì mới được có 1 tỷ 440 triệu đấy, thì anh chị em tiết kiệm rất là đồng ý. Nhưng anh chị em phải mang đi đầu tư. Và các cái cơ hội đầu tư thì bây giờ nó mở ra chúng ta rất là nhiều. Nhưng anh chị em đầu tư vào bất động sản thì cũng là một kênh đầu tư hay. Nhưng tuy nhiên cái lợi nhuận anh chị em tính toán xem nó mang lại cho mình có nhiều hay không. Chúng ta cần phải tính x bao nhiêu lần. Và đặc biệt hơn, cái cơ hội đầu tư hiện nay thì theo mình được thấy là một cái cơ hội rất là tốt. Đi qua các số liệu vừa rồi mà em Gia Linh đã chia sẻ về báo cáo kiểm toán ấy, thì cơ hội đầu tư vào Segway thì là một cái cơ hội rất là hiếm gặp. Và nó thấy là nó an toàn, phải không ạ? Và đây là cái hình ảnh chúng ta tiết kiệm để đầu tư. Ví dụ trên thì ta thấy nếu mà công chức nhà nước ấy, tiết kiệm được 4 triệu đồng một tháng thì với 1.000 đô là 24 triệu đồng đi, thì ta thấy là công chức nhà nước phải tiết kiệm là 6 tháng thì mới được 1.000 đô, phải không ạ? Nhưng họ mang cái 24 triệu đồng này đi đầu tư vào dự án Skyway. Đấy, nếu mà biết đến cơ hội với Skyway thì anh chị em thấy cái số tiền 24 triệu đồng này nó sẽ là cái đòn bẩy lớn như thế nào? Thì sau đây anh chị em thấy ngay một cái bài toán mà rất là nhiều người có thể tính ra được. Người ta có thể tính toán được nhưng người ta lại không tin vào số liệu đó. Vậy mới là hay. Rất là đơn giản nhưng nhiều người lại phức tạp nó lên, lại không tính ra được. Vâng, xin thưa là 24 triệu đồng mang vào đầu tư tài trợ cho dự án Skyway ngay ở trong giai đoạn này 14.2 thì với 24 triệu đồng 1.000 đô anh chị em sở hữu ngay lập tức 30.000 cổ phần, phải không ạ? 30.000 cổ phần, và cổ phần Segway được định giá là 1 đô la trên một cổ phần, thì bài toán lợi nhuận như thế nào? Chắc chắn là chúng ta đã nhìn chắc chắn là x30 lần rồi. Đấy là không phải bàn cãi. Và cái vấn đề là tại sao là 1 đô trên một cổ phần thì nhiều các buổi live stream Ngọc Bình, em Gia Linh cũng đã chia sẻ anh chị em rồi. Được định giá, được một đơn vị định giá của Nga mình vừa nói đấy. Invest Audit đấy. Đấy, định giá là 1 đô la trên một cổ phần. Rõ ràng như vậy thì chúng ta sở hữu bây giờ là 24 triệu 30.000 cổ phần là tương ứng với 30.000 đô. Một cái bài toán cụ thể như này anh em cũng có thể thấy nó đó. 30.000 đô và 1 năm nhé. Mình cứ tính như 1 năm là bây giờ mình nhân với cái giá, không tính giá 24 nữa đi. Mình gọi là đô 23.000. Đấy, cho nó ít như thế đi. Cho nó vậy, nhưng mà đã là 690 triệu rồi đấy ạ. Đấy, 1 năm. Và đương nhiên là mình lại tính 30 năm thì vẫn cứ là 1 đô đi nhé. Không có câu chuyện là 30 năm sau vẫn 1 đô, phải không ạ? Nhưng mình cứ tính thế đi cho nó dễ. Vâng. Thì là 690 triệu mà nhân với 30 năm thì anh chị em thấy ạ,
20 tỷ 700 triệu đồng. Vâng. So với một cái con số mà đi tiết kiệm 30 năm với tiết kiệm tiền lương ấy, 4 triệu một tháng ấy, mà có 1 tỷ 440 triệu ấy, thì anh chị em thấy chúng ta đã trở thành triệu phú chưa? Chính xác trở thành triệu phú, 20 tỷ 700 triệu tỷ phú nhỉ? Triệu phú đô la. Triệu phú đô la ấy, nhưng mà tỷ phú Việt Nam rồi đúng không? 20 tỷ mà. Như vậy chúng ta có một cái tài sản đã rất là lớn rồi. Nhưng cái con số mà 30 năm sau mà Skyway 1 đô thì nghe nó không hợp lý phải không ạ? Vô lý. Không thể nói câu chuyện 1 đô trong 30 năm. Bình tính đơn giản là IPO 10 đô trên một cổ phần thì sao? Thì tài sản của quý vị đã nhân từ 20 tỷ 700 triệu nhân với 10 lần phải không ạ? Đó là 207 tỷ. Thế câu chuyện ở đây là từ 1.000 đô ban đầu 24 triệu đồng mà đã trở thành là 207 tỷ. Như vậy thì quý vị thấy là cái bài toán đầu tư nó hiệu quả như thế nào. Đấy một cái con số cụ thể anh chị em có thể tính toán được. Vâng, anh chị em thấy không ạ? Thế thì đã nhiều anh chị em thắc mắc, thế thì ông này ông chắc là ông nói điêu thế nào? Anh chị em bảo chắc ông này ông nói điêu, ông nói mơ hồ thế nào chứ 1.000 đô vậy làm sao mà trở thành một cái tỷ phú, siêu phú đô la được. Và tính toán như vừa rồi thì đương nhiên là có những cái ví dụ thành công với 1.000 đô khi đầu tư nắm giữ cổ phần doanh nghiệp, đặc biệt là trước IPO. Thì mình cũng xin lấy một vài ví dụ đây cho anh chị em. Đây là một cái bài báo trên VN Express ngày 18 tháng 5 năm 2021, khởi nghiệp và triệu phú. Đấy, anh chị em khởi nghiệp mà bằng cái hình thức kinh doanh truyền thống rất là khó khăn. Nhưng đây họ khởi nghiệp bằng cách là đi tham gia tài trợ góp vốn cho những cái doanh nghiệp về những cái công ty về công nghệ. Và đây khởi nghiệp và trở thành triệu phú, một cái bài toán nó là thực tế. Khi Microsoft lên sàn chứng khoán thì ngay lập tức trở thành 4 người ngay lập tức trở thành tỷ phú và 12.000 nhân viên của hãng trở thành triệu phú. Anh chị em thấy không? Chỉ là nhân viên thôi đã trở thành triệu phú rồi khi mà Microsoft liên biết trên sàn. Thế còn khi cổ phiếu của Apple liên biết thì hơn 300 người lập tức trở thành triệu phú. Và sau phiên IPO cổ phiếu Google, số người trở thành tỷ phú thì người ta không tiết lộ, nhưng ở trên 900 nhân viên đã trở thành triệu phú. Kinh khủng. Đấy là thực tế đấy, trên báo VN Express rõ ràng. Và cái câu chuyện thành công trước IPO thì có rất là nhiều câu chuyện, như là bắt chước theo mô hình hai công ty ở Trung Quốc ấy, đó là Alibaba và Tencent, cũng đã tặng cổ phần cho nhân viên của họ. Tức là họ sẽ tặng cái phần cổ phần ưu đãi đấy. Tức là chúng ta có những cái cổ phần ưu đãi này, cổ phần phổ thông này, rồi là có cái cổ phần sáng lập đấy. Thì cổ phần ưu đãi cho nhân viên họ làm việc thì thường chúng ta thấy họ có những cái công ty cổ phần thì họ hay bán cái cổ phần cho nhân viên của họ với cái giá ưu đãi đấy khi mà mình cống hiến trong đó. Và đúng khi rồi. Lên sàn chứng khoán ấy, cái con số chính thức thì không tiết lộ, nhưng mà hàng nghìn nhân viên đã trở thành triệu phú, còn tỷ phú chưa tiết lộ đấy. Anh chị em thấy không? Câu chuyện thực sự thế. Thế còn một cái câu chuyện này là thực sự là làm giàu không khó anh chị em ạ. Làm giàu không khó đâu ạ. Hiện nay chúng ta cứ cố gắng là sống những cái lốt cái thời gian mà đang nghèo túng đấy, vẫn kêu vui vậy, nhưng khi mà nó ập đến thì không có đâu. Cái câu chuyện đây này, có một cái câu chuyện của một bạn này là như này. Dưới đây là tâm sự của việc trở thành triệu phú sau một đêm của một nữ nhân viên trẻ làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Thì một cái thời gian, một cái ngày đẹp trời, có một người bạn gọi đến cho cái bạn này như này, thì cậu đã sẵn sàng trở thành triệu phú chưa đấy, khi mà nghe một ngày đẹp trời, ví dụ các bạn đang sở hữu cổ phần của Skyway, một ngày đẹp trời khi mà nghe công ty IPO thì có một người điện cho bạn đã sẵn sàng trở thành triệu phú chưa, thì bạn trả lời thế nào? Lúc đó thì bạn này mới biết rằng mình đã trở thành triệu phú khi mà sở hữu khoảng 6 triệu đô nhờ đầu tư vào tiền đầu tiên thôi. Và họ nghĩ rằng là đầu tư vào đây một chút này thì nếu mà thu về khoảng tầm 200.000 đô cũng là một cái vụ lớn rồi đấy, tháng lớn rồi đấy. Và số tiền 200.000 đô này cũng đã đủ để thay đổi cuộc đời của một nữ nhân viên trẻ làm việc trong cái lĩnh vực công nghệ này. Nhưng tuy nhiên là họ đã sở hữu 6 triệu đô đấy. Đó, khoản đầu tư như vậy, gọi là lớn, biến đòn bẩy IPO như vậy, đã biến cái khoản đầu tư trở thành 6 triệu đô khi mà công ty IPO thành công. Thế còn một cái quỹ của một cái trường trung học kiếm hơn 20 triệu đô nhờ đầu tư vào Snapchat. Đây là một cái tại một cái trường gọi là Francis tại Mountain View, California, Mỹ, kiếm được 24 triệu đô trong cái ngày IPO ứng dụng chia sẻ hình ảnh Snapchat. Và cách đây thì họ đã đổ vào 15.000 đô, đấy 15.000 đô vào Snapchat. Và khi cái ứng dụng này mới xuất hiện ấy, họ đầu tư vào một, đây là một cái quỹ của các cái phụ huynh, tức là ưa thích đầu tư để lập ra.
Đấy, họ lại đổ cái 15.000 đô vào cái Snapchat trước IPO. Và khi IPO họ kiếm 24 triệu đô. 15.000 đô ban đầu mà kiếm 24 triệu đô. Thì bây giờ lại chia nhỏ ra là 1.000 đô thì chúng ta chia 24 triệu kia chia cho 15 phải không ạ? Thế thì chúng ta bèo bèo chúng ta phải là bao nhiêu? Hơn triệu rồi phải không ạ? Đấy, hơn triệu đô rồi. Đó, đấy con số đơn giản như vậy. Vâng, thì ở đây quý vị thấy rằng một cái bài toán mình so sánh cho với một cái khoản đầu tư 1.000 đô chúng ta gọi là bỏ quên đi. Đấy, mình gọi là quên thì thực ra là không quên được. Chúng ta gọi là phải cần có thời gian đấy. Nói đúng ra là 1.000 đô thì cần phải thời gian. Chúng ta đừng có lay hỏi là bao giờ là, ví dụ có người đầu tư 1.000 đô lại bảo Skyway bao giờ lên sàn. Đó. Đấy, Skyway sắp trả cổ tức chưa? Rất là nhiều anh chị em hỏi vậy. Nhưng xin thưa là với 1.000 đô thì cần phải thời gian. Và với 1.000 đô nếu chúng ta biết chờ đợi, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, thì chắc chắn với 1.000 đô chúng ta sẽ kiếm về lợi nhuận rất lớn. Giống như cái bài toán ở đây với Amazon, 1.000 đô thì khi mà năm 94 ấy, sở hữu 58.823 cổ phần. Và ngay sau khi IPO 35 thì đã về là 1.058.814 đô. Và sau 27 năm, vừa rồi tính con số 30 năm đấy, với 1.000 đô như kia đây này, 1.000 đô Amazon sau 27 năm thì sao? Đã thu về là 202.527.589 đô. Hơn 200 triệu thì em Gia Linh có thể tính là tiền Việt là nhiều lắm nhỉ. Oh my god. Bao nhiêu nghìn tỷ nhỉ? Trời đất ơi, quả là một con số siêu tuyệt vời. 27 năm đấy. Thế thì chỉ có bài toán 1.000 đô mà đấy. Đấy là con số thực tế anh chị em. Rồi Snapchat thì sao? Snapchat thì 1.000 đô. Những cái năm 2011 thì là sở hữu được 142.857 cổ phần. Sau khi 6 năm IPO ấy, thì là đã thu về là 2.428.571 đô. Và 10 năm sau thì cái con số 1.000 đô ban đầu đã biến thành là 9.459.990 đô. Đấy, 9 triệu đô, hơn 9 triệu đô đấy, gần 9 triệu, gần 9,5 triệu đô. Rất là lớn. Còn với Apple thì chúng ta không lạ gì đúng không ạ? Với iPhone đúng không? 1.000 đô sở hữu là 16.666 cổ phần vào năm 1976. Và khi IPO sau 4 năm chúng ta thấy là thành 1.000 đô là thành 366.652 đô. Và sau 45 năm từ năm 1976 đến nay mà, thì là thu về là 2.233.244 đô. Đấy, con số là chứng minh cho các bạn là 1.000 đô có thể làm lên rất là nhiều đấy. Đó. Và đương nhiên, cho em nói thêm một cái đó là những cái thực gì mà thực sự là nó giá trị đấy. Đây, anh em nhìn thấy cái bảng của anh Bình này. Những cái gì mà thực sự nó giá trị thì chúng ta cũng phải cần chờ đợi nó. Đấy nữa là Amazon đúng không ạ? 27 năm. Snapchat 10 năm hay là như Apple là đến 45 năm thì người ta đầu tư rất là dài hạn, và người ta dài hạn như thế thì người ta mới được những con số lớn. Thế đằng này mà muốn con số lớn luôn, chờ đợi khoảng độ một vài tháng được con số lớn luôn này thì ai làm cái gì ra, ăn cướp đâu ra được cái con số tiền lớn như này. Đúng rồi. Chính xác. Người ta phải làm ăn thật, người ta xây dựng thật, người ta phải có giá trị thật. Thì và trải qua thời gian thì mới có được cái sự tích lũy và cái sự giá trị như thế này. Đó. Đó đấy, 1.000 đô đúng không, con số đấy anh em chứng minh ở đấy. Tôi nói sách mách có chứng đây, 1.000 đô để có thể là anh chị em sở hữu một cái tài sản cực kỳ lớn phải không ạ? Vâng, đúng rồi anh. Rồi đây là cái câu chuyện là năm 2017 đây, Snapchat là IPO 17 đô, hiện nay là cái giá cái thời điểm mình thống kê đây là 72 đô, và bây giờ nó tăng rồi đấy. Đây là chúng ta đang lợi về vốn. Đấy, còn đây chúng ta thấy cái câu chuyện về Skyway mà ngài chủ tịch đã nói là vốn hóa Skyway tăng ít nhất là 100 tỷ đô trên một năm. Giá cổ phần chắc chắn là sẽ tăng này, và lãi vốn tăng. Và sở hữu 1 triệu cổ phần Skyway thì sao? Thì mỗi năm thì cổ phần chúng ta sẽ tăng lên 1 đô, thì tài sản của quý vị đã tăng lên 1 triệu đô rồi. Đó, nếu mà 1 triệu cổ phần. Đó là cái bài toán mà mình vừa phân tích anh chị em, là với cái số vốn 1.000 đô, anh chị em có thể là tính một cái bài toán chỉ có đầu tư. Đó, đây là cái bài toán chỉ có mang đi đầu tư thì mới có thể giúp cho anh chị em có những cái đòn bẩy về tài chính phát triển sau này cực kỳ lớn. Và đây là cái bài toán anh chị em có thể chụp lại cái màn hình của Ngọc Bình chia sẻ này để anh chị em ngẫm xem có đúng không ạ. Khi mà anh chị em tính một cái số liệu hiện nay là 1.000 đô với Skyway, anh chị em thấy là sở hữu 30.000 nhé. 30.000 cổ phần để gói trả thẳng đấy. Chưa kể những cái phiếu mà chúng ta được khuyến mại x2 nữa thì cái số liệu này phải nhân 2 phải không? Nhân 2 lên. Đúng đó. Nên là hãy tận dụng đi ạ. Với 1.000 đô chúng ta mang đi khởi nghiệp rất khó. Chúng ta mang đi gửi tiết kiệm thì chúng ta biết rồi, bài toán tiết kiệm được bao nhiêu. Khởi nghiệp thì vất vả, khó khăn, gian lan đủ đường. Với số vốn ít như vậy, chúng ta khó để có thể làm nên được những cái việc mà kinh doanh, những cái việc lớn được.
cực kỳ khó đấy. Nhưng với 24 triệu đồng này, chúng ta có thể anh chị em vẫn đang là người làm công ăn lương, đang là công chức viên chức, nhưng anh chị em hãy tiết kiệm. Nhưng anh chị em đừng tiết kiệm bỏ két, nó cộng lũy kế vào như vừa rồi bình tĩnh ấy. Nó không được bao nhiêu, 30 năm sau anh chị em có 1 tỷ 440 triệu. Nhưng mà đấy là cái số tiền mà chúng ta cứ giữ được như vậy, chứ không phải là chúng ta còn sinh hoạt rồi mọi cái biến cố trong cuộc sống của chúng ta nữa. Như vậy khẳng định với nhau là chỉ có đầu tư chúng ta mới trở nên giàu có được. Đó là cái câu chuyện mình phân tích cho anh chị em thấy là 1.000 đô, nói là cụ thể là như vậy. Nếu anh chị em hãy dừng một chút thời gian nghiên cứu về Skyway, rất có thể anh chị em sẽ tính ra bài toán 1.000 đô như vậy. Đó, em thấy bài toán này rất đơn giản nhưng nhiều người không tin đâu em. Vâng, chính xác luôn. Và em thấy là cái việc mà đầu tư 1.000 đô ấy, thì nhiều anh em tại vì là họ không có tính toán. Nó không có tính toán và họ cũng không có những cái số liệu thực tế. Nên là họ chưa tin vào cái việc là mình đầu tư và mình sẽ được cái khoản lợi nhuận như thế sau từng đây năm. Mà họ nghĩ rằng là trời đất ơi, làm gì có cái miếng ngon như thế đến lượt mình, đúng không ạ? Đúng rồi. Họ nghĩ như vậy. Và em nói thật với anh ấy, là bây giờ có những người ấy, thực sự là trong đó không có tài sản, nhưng mà với 24 triệu ấy, thì lại chi tiêu một cách rất là hoang phí. Đi ăn một vài bữa cũng hết vài triệu. Đúng rồi. Đúng ạ. Đi ăn với bạn bè mà mời bạn bè đi ăn đi, thực chất là chưa chắc đã đạt được cái gì. Đấy. Thế xong rồi là để đâu đó rồi ăn tiêu đi, rồi là hết 24 triệu rất là nhanh. 24 triệu hết nhanh lắm. Nhưng mà khi mà mình đầu tư 24 triệu và mình nắm giữ cổ phần của một tập đoàn mà nó tiềm năng và nó quy mô nó phát triển mạnh. Đấy. Thế thì kể cả là nó chưa phát triển mạnh đi chăng nữa, nhưng mà sau này mình cũng sẽ có được những khối tài sản lớn hơn so với cái việc là cứ giữ 24 triệu đấy rồi là để ăn tiêu, rồi là để vung phí nó đi. Thì trời ơi, không đầu tư thì sẽ không bao giờ ra tiền. Và đương nhiên đầu tư thì phải chấp nhận rủi ro, là chấp nhận thời gian. Rồi em thấy là bất cứ một cái khoản đầu tư lớn nào thì nó cũng cần phải chờ đợi thời gian. Các tỷ phú đều khuyên là đầu tư dài hạn, đúng không anh? Và thực tế đã chứng minh là rằng khi mà họ đầu tư dài hạn thì cái tài sản của họ tăng lên, nó là tăng lên theo cấp số mũ. Đúng rồi, cấp số mũ, không phải cấp số nhân đâu, đúng không? Không phải cấp số nhân mà nó là cấp số mũ. Trời đất ơi, nó có số cực kỳ kinh khủng. Đó. Thế thì chúng ta là dân đầu tư mà, thì chúng ta cần phải biết tính toán để chúng ta xem như thế nào. Nhiều người bảo là ôi dồi ôi, tình hình dịch dãi này gớm mà tiền đâu ra mà đầu tư. Đấy. Thế đi, dịch thì dịch. Nhưng mà anh em định chỉ sống trong mùa dịch này thôi à? Không định sống qua mùa dịch cả. À, chúng ta cần phải có những cái vấn đề là nhìn nhận nó dài hạn. Có cái sự thiết kế cuộc sống của chúng ta một cách dài hạn. Chúng ta sống 150 tuổi cơ mà, chúng ta cần phải thiết kế dài hạn, đúng không anh? Chính xác. Chúng ta ai thấy một câu này, đừng để chúng ta đang sống ở cái tuổi, ví dụ tuổi 25 chẳng hạn, 25-30. Đấy. Tức là chúng ta có một câu là chúng ta đừng để chúng ta đang chết ở cái tuổi 25-30 mà đến mang đến 70-80 mang đi chôn. Đấy cái ý nghĩa câu chuyện mà trong cái lúc chúng ta còn trẻ này, chúng ta đang còn cái thời gian để chúng ta phấn đấu, tìm kiếm những cơ hội để sau này chúng ta mới có thể cuộc sống chúng ta không được tự do về thời gian, tự do tài chính, nhưng chúng ta để lại cho con cháu chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta không thể là để con cháu chúng ta phải vất vả, phải khổ sở được. Đó, đấy là câu chuyện 1.000 đô. Thế thì anh thấy như này, thế thì cái vấn đề đại dịch hiện nay thì anh thấy ảnh hưởng đến các nền kinh tế rất là lớn, có thể là gọi là một cái cuộc khủng hoảng kinh tế. Các quốc gia đều chịu ảnh hưởng. Thì theo em thì khi mà cái dịch bệnh nó chúng ta khắc phục được ấy, nó hết ấy, thì nền kinh tế thì chúng ta thấy cần phải quan tâm những yếu tố gì để có thể là phục hồi kinh tế. Đặc biệt là các cái quốc gia thì cần phải làm những cái gì. Thế thì chúng ta có thể là bàn luận với nhau một chút cái câu chuyện này được không? Thì chúng ta ở cái góc nhìn của cá nhân em thì đánh giá như thế nào? Đối với cái lại cái góc nhìn về nền kinh tế của em ấy, thì thực sự là em cũng đã biết đến một cái cuộc khủng hoảng kinh tế lớn mà được dự báo trước. Tức là nhiều năm trước đây ấy, thì em có được dự báo về một cuộc khủng hoảng kinh tế. Và đâu đó cái thời điểm đấy thì em cũng lên kế hoạch chuẩn bị cho chính bản thân mình vào cái thời điểm khủng hoảng. Đấy. Thì đến cái thời điểm này thì đúng thực sự là đang khủng hoảng kinh tế. Và lại thêm một cái vấn đề nữa, đó là cái vấn đề đại dịch.
Thì đây là khó khăn chồng chất khó khăn, và nó sẽ không phải là khủng hoảng kinh tế mà nó kéo dài 2 đến 3 năm, nó có thể phục hồi mà nó có thể là gấp đôi lên. Nó tầm 3 đến 5 năm sau mới có thể phục hồi được cái nền kinh tế của chúng ta. Chúng ta đâu đó chúng ta sẽ thấy được những cái gói cứu trợ ấy, và bắt đầu bơm tiền vào vào nền kinh tế của chúng ta ấy, là lúc bắt đầu kinh tế nó bắt đầu suy thoái đấy, và suy thoái rất là mạnh. Và kết hợp với tình hình đại dịch nữa thì tầm 3 năm đến 5 năm sau mới có thể là bắt đầu khôi phục lại kinh tế. Và anh em sẽ nhìn đâu đó trong thời gian tới rất nhiều doanh nghiệp phá sản. Rất nhiều doanh nghiệp phá sản luôn. Thế thì sau 3 đến 5 năm nữa thì các quốc gia khi mà ổn định dịch dã rồi thì sẽ bắt đầu tiến hành là cải tổ nền kinh tế, bắt đầu đưa kinh tế đi lên. Đương nhiên là bây giờ họ đã phải có những cái quyết sách, họ đã có phải những cả đã có những cái hướng đi dài hạn rồi cho cái việc phát triển kinh tế dài hạn, bởi vì cái tầm nhìn của những lãnh đạo quốc gia người ta không nhìn là tháng này đến tháng kia hay là 1 2 năm, mà cái tầm nhìn của các lãnh đạo quốc gia người ta phải vài chục năm và hàng trăm năm đó. Thế thì cái việc là ông phải lo sẵn cho cái việc là sau này đại dịch xong thì ông sẽ phát triển nền kinh tế như thế nào đó. Và khi mà đại dịch đã kết thúc rồi và chúng ta bắt đầu phát triển nền kinh tế quay trở lại thì cái việc mà phát triển về sản xuất này, xuất nhập khẩu này, đều là tái thiết kinh tế thế giới, là kinh tế quốc gia là cái điều mà quốc gia nào cũng quan tâm. Và trong 3 đến 5 năm tới thì người ta sẽ chuẩn bị tất cả những cái cơ sở vật chất hạ tầng để người ta phục vụ cho cái việc phát triển nền kinh tế. Ngay khi mà đại dịch kết thúc ấy, thì chúng ta sẽ phát triển cái nền kinh tế. Và đâu đó thì anh em thấy rằng là giao thông là huyết mạch của quốc gia. Muốn phát triển nền kinh tế thì giao thông phải phát triển. Và thời điểm này là cái thời điểm mà cần phải ứng dụng những cái công nghệ cao, tìm ra được những công nghệ vượt trội, tìm ra được những cái giải pháp mà nó mang tính chất đột phá để sau này 3 đến 5 năm nữa nền kinh tế có thể phát triển tốt được. Tức là cái nhu cầu về vận chuyển người, vận chuyển hàng hóa nó sẽ tăng đột biến khi mà chúng ta bắt đầu ổn định để tái tái thiết lập nền kinh tế đấy. Thế thì họ sẽ chuẩn bị sẵn cái mô hình về đường giao thông. Đấy là cái lý do vì sao mà những ông lớn như là ông Dubai, ông Sara, rồi là những ông Ả Rập Saudi, rồi là những ông lớn trên thế giới là ông ấy đi trước. Hãy nhìn xem Dubai đang làm gì, đó chính là tương lai của thế giới, đúng anh? Đấy, một câu nói rất là nổi tiếng là hãy nhìn xem Dubai đang làm gì, đó chính là tương lai của thế giới. Đó, và Dubai đang xây dựng công nghệ Skyway đấy anh Chỉ tương lai thế giới xây dựng em. rất dễ hiểu Vâng, đó, 3 đến 5 năm tới thì sẽ phải có một cái hệ thống đường giao thông chuẩn chỉ để mà khai thông cái đường bộ đi, giải quyết cái vấn đề ùn tắc, giải quyết cái vấn đề vận chuyển hàng hóa để chúng ta mới có thể phát triển nền kinh tế được. Đấy là cái thứ nhất. Đấy là đối với những quốc gia mà chuyên về sản xuất. Còn đối với những quốc gia mà họ có ưu thế vượt trội liên quan đến du lịch, chẳng hạn như Việt Nam, chẳng hạn như Dubai và nhiều quốc gia khác, thì là họ phát triển về du lịch. Đó. Thế thì khi đấy là lượng khách du lịch đã đột ngột tăng, và người ta cần phải làm gì để giải quyết được những cái vấn đề đấy, thì người ta phải có cái sự chuẩn bị ngay từ bây giờ, chứ không phải là đến 3 5 năm sau rồi là ôi rồi bây giờ quay ra là phát triển kinh tế rồi, xây gấp đường, xây đến bao giờ. Thì người ta phải xác định là xây ngay từ bây giờ. Xây ngay từ bây giờ thì đến lúc 3 đến 5 năm sau thì kinh tế người ta mới phát triển được. Đó. Thế thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái công nghệ của chúng ta phù hợp đến mức như thế nào trong cái việc tương lai, là các quốc gia sẽ làm gì để phát triển kinh tế, phục hồi kinh tế sau cái đợt suy thoái nặng nề này. Và khi chúng ta nhìn vào công nghệ của chúng ta thì chúng ta thấy được rõ ràng cái sự phát triển, cái tính tiềm năng và cái tính quy mô, quan trọng là quy mô. Đâu đó thấy được rằng trên thế giới này có rất là nhiều những cái hình thức giao thông hay chứ, điện từ trường đúng không ạ, ống chân không rất là hay đó. Nhưng mà tại sao công nghệ của chúng ta lại tự tin và chúng ta có thể là phát triển mạnh trên quy mô toàn cầu, đồng thời nó nắm giữ một cái thị phần giao thông rất lớn
thì anh em cần phải nhìn vào tính thực tế. Tính thực tế của nó. Old Skyway có rất là nhiều loại hình giao thông vận tải. Tính đến thời điểm này thì đã có hơn 10 loại hình được cấp phép thương mại. Những loại hình liên quan đến vận tải hành khách là đã được cấp phép thương mại. Đó, hơn 10 loại hình. Thì chúng ta xây dựng trước những cái loại hình đấy. Đó. Và chúng ta đang thử nghiệm tiếp là vận tải container, đúng không ạ? Đây là một cái thị trường vô cùng tiềm năng. Và khi mà chúng ta kết hợp được với lại bên Trung Đông ấy, anh em thấy rằng đây nó là Trung Đông, nó là một cái điểm trung chuyển hàng hóa vô cùng lớn. Vô cùng lớn cho trung chuyển hàng hóa. Thế nên là khi mà chúng ta nắm được cái điểm mấu chốt đấy rồi ấy, thì chúng ta sẽ lan tỏa ra, chúng ta sẽ lan tỏa ra bên ngoài, lan tỏa ra thế giới với một quy mô cực kỳ là cao. Đấy. Chúng ta phải nhìn được cái quy mô thì chúng ta mới thấy được giá trị của Skyway. Chứ anh em đừng có kiểu như là bỏ biển cả để về với ao tù ấy. Đấy, thì anh Bình thấy thế nào? Anh thấy rằng là đôi khi cái anh vẫn thấy câu mà sự lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực, nó đang thể hiện này. Có những người thì bỏ cả đại dương để trở về cái ao tù đấy em. Vâng. Đấy, nhưng mà chúng ta khi mà đấy là họ chưa thực sự là đánh giá được tiềm năng của Skyway. Vâng. Chúng ta đâu phải là nắm giữ cổ phần của một công nghệ đâu. Anh chị em thấy cả một hệ sinh thái cơ mà. Vâng. Và cái công nghệ nào cũng tiềm năng, công nghệ nào cũng phát triển. Và đặc biệt các cái đối tác của Skyway toàn với các cái chính phủ thôi. Và thị phần giao thông của Skyway tương lai chiếm lĩnh trên 50% thị phần ngành giao thông toàn cầu. Chỉ cần thấy vài cái số liệu thôi, nếu ai thông minh, ai có tầm nhìn, người ta đủ đánh giá được nắm giữ cổ phần Skyway nó có lợi hơn. Vâng. Hay là đi ABC các kiểu đó, họ phải nhìn nhận với dài hạn, đúng không em? Vâng. Đó là cái câu chuyện chính xác là khi mà phục hồi nền kinh tế sau đại dịch thì cái câu chuyện phải quan tâm đến vấn đề giao thông là chắc chắn rồi. Giao thông phát triển, kinh tế phát triển, rồi còn du lịch các thứ, đúng không em nhỉ? Vâng, em cũng muốn chia sẻ thêm một số cái thông tin. Thì đây, để em một chờ em một chút. Em sẽ chia sẻ cái thông tin ở đây. Ở trong YouTube là rất là nhiều các cái bình luận đấy. Em đọc còn... rồi. Vâng, em đang lấy dẫn chứng để em chứng minh đây. Rất là nhiều anh chị em đang bình luận rất là tích cực. Rất là tuyệt vời anh chị em. Nhưng tuy nhiên đâu đó thì vẫn có một số anh chị em là không tin. Tôi thì không sao. Nếu mà các bạn không tin thì xin các bạn đừng đến. Đấy, Chủ tịch đã nói rồi. Nếu không tin thì xin các bạn đừng đến. Và các bạn đừng cản trở vào việc của người khác làm giàu. Đừng cản trở việc người khác đang đầu tư vào một cái công nghệ tiềm năng Skyway. Bạn không tin thì cái câu chuyện bạn không tin thì trước sau gì nó vẫn là một dạng niềm tin. Đấy, anh vẫn nói rồi, tin hay không tin là một dạng niềm tin. Ok. Đây là... Em không cần phải nói nhiều. Instagram. Em không cần phải nói nhiều. Thế thì anh em nhìn đây. Đây là cái trang của ngài Quốc vương của Dubai. Thế thì cái ngày ở đây là ngày 11 tháng 2 năm 2019. Từ ngày mùng 10 cho đến ngày 12 tháng 2 năm 2019 là cái thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh toàn cầu của 200 quốc gia trên toàn thế giới. Và trong cái ngày 11, tức là ngày ở giữa, thì là ông quốc vương Dubai. Ông vua Dubai này, thái tử Dubai này, thì đã giới thiệu về công nghệ Skyway cho hơn 4.000 lãnh đạo các quốc gia trên toàn thế giới. Và đồng thời, ông ấy khẳng định rằng Dubai sẽ xây dựng công nghệ Skyway cho toàn thành phố Dubai. Đó. Và lên sẽ cho anh chị em xem. Rồi. Hình ảnh quốc vương ngồi trên con tàu Skyport nha. Đây Skyport này, anh em nhìn cái hiệu Skyway này. Đấy. Thì là ở quốc gia Dubai, đây Bộ Giao thông Vận tải Dubai RTA này, RTA đây. Đó. Thì là họ sẽ kết hợp với Skyway để thương mại mẫu tổng này. Và đương nhiên nói là làm. Riêng với quốc vương Dubai không làm thì thôi, đã làm là phải nhất. Về nhì hay về bét thì cũng đều như nhau. Đó. Anh em không cần phải cãi nhau nhiều. Đây. Skyway RTA, đúng không ạ? Quốc vương Dubai. Ông nào mà chưa biết ông quốc vương Dubai thì cũng phải biết, ít nhất là phải biết lên Google để tìm xem quốc vương Dubai là ai nhé. Đấy.
để xem là ông như nào. Còn anh em nào mà chuyên công nghệ rồi thì nên Instagram và tìm tài khoản này, tài khoản của ông Quốc Vương. Đó, thì anh em sẽ thấy là ông ấy đang có 5,8 triệu người theo dõi. Đó, tài khoản chính của ông đấy. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Đấy thì ông giới thiệu về công nghệ Skyway. Đó, người ta hợp tác với nhau. Đây, đây anh em chờ linh tí. Vào ngày thứ hai của hội nghị cấp cao chính phủ thế giới, các cuộc họp kinh nghiệm và bài giảng, các sáng kiến trong tương lai. Tương lai là một phần của hội nghị và hội nghị thượng đỉnh là cầu nối cho tương lai. Đây là vào ngày 12 tháng 2 năm 2014. Và Linh sẽ cho anh em xem thêm những cái dẫn chứng nữa. Vào ngày 30 tháng 4 thì ông Quốc Vương Dubai lại tiếp tục ký một cái quyết định. Đây Linh sẽ dịch cho anh chị em xem. Tí nữa sẽ đọc cho chú nghe đó. Đây là phức hợp một cái dự án phát triển đô thị của Dubai. Rất là đẹp đúng không ạ? Và anh chị em sẽ nhìn thấy con tàu Skyway ở đây. Rồi, vừa chạy qua rồi, tổng số Skyway. Đây anh em, đấy anh em nhìn thấy tàu Skyway chạy trên đây này. Đây, tàu Skyway đây, ở bên Dubai thì nó sẽ xây dựng xong rồi nó sẽ như thế này. Nó sẽ đẹp như thế này, nó sẽ được thiết kế kiểu như là độc đáo hơn như thế này. Đấy, đây là tại Dubai, đây là ngày 30 tháng 4 năm 2019 nhá. Đó, và đây, anh em cần thì Linh sẽ để lại cái link này cho anh em để em vào xem, anh em xem cho nó dễ. Đây em mất công là đi tìm. Em ra link có thể là dừng chia sẻ, anh chia sẻ cái video này. Vâng, vâng, ok anh. Màn hình để anh chị em thấy mà video cụ thể và đài truyền hình của Dubai. Đây chị em nhé. Soon be able to enjoy scenic routes with the addition of aerial vehicles to the public transport network. Faraz Jawid has the details. Commuters in Dubai will soon be able to move around the Emirate without having to worry about traffic while enjoying panoramic views of the city aboard futuristic skypods. That's according to Dubai's Roads and Transport Authority, who have announced plans to construct a driverless cable car network that will operate above the city streets. Reports suggest each electric skypod will be able to seat up to 4 passengers and travel at 50 kilometers per hour at half-second intervals along routes stretching almost 50 kilometers, cutting across areas like Business Bay, downtown Dubai, and Al Wasl District. What's more, they will also have their own right-of-way above the traffic, as the skypods will be attached to beams that will be arranged in a network with a minimum height clearance of 7.5 meters above ground. This will result in the pods always remaining horizontal, even when climbing inclines, to result in a smoother ride for passengers. As for rider experience, manufacturers say the pods will be climate controlled and will feature a large wraparound screen giving access to panoramic views of the city. Plus, there will also be provisions for users to carry wheelchairs, bicycles, and mobility scooters, among others. Once complete, officials say the system will be able to transport roughly 20,000 passengers per hour. Once again, achieving Dubai's goal of making 25% of its urban transportation driverless by 2030. Faraz Javid, Emirates News. Travelers in Dubai will soon be able to enjoy scenic routes with the addition of. Sự tuyệt vời luôn anh. Đấy. Thế thì anh em thấy là trời đất ơi, Quốc Vương Dubai không lẽ nói chơi với lại các lãnh đạo khác đúng không ạ? Người ta không bao giờ đem những cái mà nó mang tính chất là chơi chơi đùa ra để trêu chọc các lãnh đạo. Đây là người ta mang cả cái danh dự, cả cái uy tín của cả một quốc gia đi để nói chuyện. Đây là những cuộc họp mà vô cùng nghiêm túc của các lãnh đạo cấp cao, những người mà đứng đầu thế giới.
những người đứng đầu thế giới. Trong bình luận là có một số anh chị em là đang bàn luận rất sôi nổi rồi. Thế tôi chúng ta không, mấy anh chị em cổ đông ạ, chúng ta không cần phải bình luận những cái trả lời những cái bình luận mà không mang tính chất xây dựng, nên là chúng ta không cần phải bình luận nữa để chúng ta phí cái thời gian của chúng ta. Vâng, em chỉ muốn nói một câu thôi. Nếu mà có não ấy sẽ không nói những câu như thế. Nếu mà có não sẽ không nói những câu như thế. Em chỉ nói một câu tóm gọn lại là như thế thôi. Còn anh em Skyway, Linh biết là anh em rất yêu Skyway và anh em có rất nhiều thông tin Skyway. Thì nếu như mà chúng ta cãi nhau với một thằng ngu ấy, thì bản thân chúng ta mới đang trách. Hãy thông cảm cho những người đấy, bởi vì thực tế người ta không biết người ta đang nói gì đâu. Nên khi mà chúng ta có thông tin thì chúng ta cứ cập nhật thông tin. Và ai có duyên đón nhận thì người đấy đón nhận. Còn những người mà trong đầu không có não thì rất là khó để đón nhận. Nên là anh em cứ bình tĩnh thôi. Cứ bình tĩnh, thả lỏng, thư giãn. Không cần thiết là phải nói quá nhiều. Rồi Linh đã chứng minh cho anh em thấy là Quốc Vương Dubai họ nói như vậy. Và công nghệ Skyway thì nó ok như thế. Thì chúng ta thích thì chúng ta đầu tư, chúng ta không thích thì chúng ta không đầu tư. Thế thôi, đúng không ạ? Thế là không cần phải tranh luận quá nhiều, đúng không anh? Đúng rồi, chị. Okay. Ok, không phải tranh luận làm gì nhiều, thì sự thật vẫn là sự thật thôi. Không ai cản được cái xu thế, sự thật. Anh chị em không đầu tư là việc cá nhân họ mất cơ hội thôi. Chúng ta không phải tranh cãi làm gì nhiều. Ok, rất là tuyệt vời em. Này, cái nội dung chương trình anh thấy là rất là tuyệt vời đấy. Vâng, ngày hôm nay thì em rất là cảm ơn anh Bình, bởi vì là cũng như là em đã thường nói với mọi người rồi, mỗi khi anh Bình xuất hiện thì livestream của Linh trở nên phong phú và đầy đủ hơn rất là nhiều. Và Linh vô cùng cảm ơn anh Bình vì đã nhận lời mời tham gia livestream của Linh. Ngày hôm nay thì anh em đã có được những thông tin mới nhất liên quan đến tiến trình phát triển của Skyway, đó là cái báo cáo kiểm toán của chúng ta, đúng không ạ? Và chúng ta đã thấy được rằng cái sự phát triển của Skyway qua những năm gọi vốn vừa qua là như thế nào, cái sự công khai minh bạch, cái sự phát triển, cái sự uy tín đó, và cái tiềm năng lớn. Hôm nay chúng ta nhìn thấy cái tiềm năng lớn, và đặc biệt nữa là chúng ta biết cách dùng cái nguồn vốn của chúng ta để phát triển tài sản của chúng ta sau này như thế nào. Đấy, thì anh em, nhiều anh em là vẫn còn đang đắn đo suy nghĩ xem là 1.000 đô là mình nên ăn nhậu vài bữa, hay là mình nên gửi ngân hàng, hay là mình nên đầu tư để gia tăng tài sản trong tương lai, đúng không ạ? Đấy, thì hôm nay mình đã phân tích rất là kỹ cho anh chị em rồi, và Linh tin là anh chị em sẽ có cái hướng đi chính xác cho chính bản thân mình trong thời gian tới. Vâng, ngày hôm nay thời lượng cũng khá là lâu, và Linh cảm ơn rất là nhiều anh chị em. Hiện tại thì vẫn đang có 162 anh chị em đang theo dõi livestream của Linh và anh Bình. Thật sự là một số lượng anh chị em khá là đông. Thì cảm ơn anh chị em đã tham gia bình luận rất sôi nổi. Linh yêu thương tất cả anh chị em. Cảm ơn anh Bình, cảm ơn tất cả anh chị em đã tham gia livestream của Linh. Linh sẽ dành một số phút cuối để cho anh Bình nói lời tạm biệt với anh em, và hẹn gặp lại anh em vào những tuần tiếp theo. Ok, rất là cảm ơn em mà đã gửi lời mời đến anh tham gia buổi livestream, thực sự là rất là ý nghĩa đấy. Chúng ta đã cung cấp cho các nhà đầu tư những cái nhìn rất là đa chiều về dự án Skyway. Và đương nhiên thì cái câu kết của Ngọc Bình dành cho tất cả anh chị em là chúng ta đến thời điểm này với Skyway thì cũng thay lời mượn lời của Chủ tịch, đó là chúng ta cần kiên trì và thấu hiểu. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ về một khoản đầu tư giá trị dài hạn. Và chắc hẳn là anh chị em cũng qua livestream này cũng nhận được những cái giá trị từ em Gia Linh và Ngọc Bình chia sẻ. Nếu anh chị em yêu mến những cái buổi livestream như thế này thì anh chị em có thể là cố gắng là chia sẻ cái cơ hội này nhiều hơn cho những anh em, bạn bè, người thân. Đó là cái cách giúp tốt nhất để bạn bè, người thân, gia đình mình và anh em chúng ta quý mến nhau, tạo cho họ cái tài sản lâu dài. Chúng ta đấy là cái cách cho họ đấy. Chúng ta không thể là cho họ những cái đồng tiền ngay trước mắt. Có nhiều người bảo sau này tôi giàu tôi cho họ, như đấy thì chỉ là giải quyết vấn đề trước mắt thôi. Chúng ta hãy cho họ cả cái gọi là cái cần câu cơm, đúng không ạ? Cả cái tài sản lớn là cổ phần Skyway. Vâng, còn với những ai ngoài kia đó mà chưa thực sự là hiểu biết về dự án Skyway thì thực sự là rất là đáng tiếc cho họ, vì tầm nhìn của họ chưa đạt đến cái mức độ để có thể hiểu biết về một cái tầm nhìn của dự án Skyway nó lớn ngoài cái sức tưởng tượng của họ. Như vậy anh chị em không phải đắn đo suy nghĩ gì cả. Với Skyway thì chắc chắn là chúng ta sẽ sắp đến cái thành công. Vâng, thì một lần nữa thì rất cảm ơn anh chị em đã theo dõi livestream, và Ngọc Bình xin rời Zoom.
và chúc anh chị em một buổi tối ngủ thật ngon. Và xin tạm biệt và xin chào em Gia Linh. Vâng, xin cảm ơn anh Ngọc Bình và xin chào tất cả các anh chị em của Đông Skyway. Hẹn gặp lại anh chị em vào buổi tối ngày mai cùng những thông tin nhanh nhất, mới nhất được cập nhật từ phía tập đoàn Skyway. Sự có mặt của anh chị em là niềm vui, niềm hạnh phúc và cũng là động lực chính để cho Linh và anh chị em của Đông Skyway khác cố gắng. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào.